chưa? Tình kia chưa? Trời ơi, xinh quá nhỉ. Vợ chồng chị hạnh phúc quá nhỉ. Sao? Đi Niagara Falls chơi phải không? Đúng. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp kia chưa em? Trời ơi, lại hạnh phúc quá. Vợ chồng sao hạnh phúc thế này? Thấy chưa, ảnh ẩm chị thấy chưa? Trời, anh thương chị lắm. Em biết không, anh Bình anh thương chị kinh khủng lắm. Thế à? Lúc nào anh cũng nâng niu chị hết trơn á. Ảnh là người chồng thành thật, không bao giờ biết giả dối dở trơn á. Trời ơi, em nhìn hình rồi em nghe chị kể chuyện. Trời ơi, em buồn chồng em quá chị ơi. Sao vậy, Minh đâu rồi? Đi bác sĩ rồi. Bệnh gì? Bệnh gì khỏe như trâu ấy. Nhưng mà mắc cái tật em nói dối. Ôi trời. Trời ơi, ra đường nói dối bạn bè, về nhà dối vợ, đi làm nói dối chủ. Đây này, tuần vừa rồi xin em 1.000 gửi về cho bố mẹ ở Việt Nam. Thì tốt. Trời ơi, em thấy hiếu thảo, em cắn răng em cho 1.000 gửi. Ai ngờ em tìm ra biết sao không? Sao? Gửi có 50 còn 950 đánh bài sập sám. Trời đất ơi. Bởi vậy ta nói chỉ có một mình chồng chị là thiệt thà với chị thôi à. Còn mấy ông không có ai mà bảo đảm với vợ hết trơn á, em thấy không? Thế? Mà cái nói dốc này nè là cái tật rồi. Cái bệnh á thì chữa hết nhưng mà cái tật thì muôn đời em ơi. Không chị ơi, có cái ông bác sĩ này ông hay lắm. Ừ vậy hả? Chị bằng tâm lý đàng hoàng. Vậy sao? Ai mà nói dối tới đâu là đến gặp đúng 3 lần. Coi như nói thật tan tác rồi đấy. Ừ vậy sao? Chồng em đi lần này lần thứ 3 rồi. Ừ vậy hả? Nếu về mà không đổi tâm đổi tính á. Ừ. Em gọi phone em chửi ông bác sĩ đó ngay. Đúng. Em chết. Nếu anh nói anh rất yêu em. Đấy, chồng em là rồi. Thật ra anh đang dối lòng. Còn em nói nếu anh nói dối hoài thì em sẽ divorce anh. Ủa em. Ủa chị Lan. Hai chị em. Mới qua hả? Ủa. Chào chị. Bệnh gì mà sao vui vậy? Yêu đời vậy? Dạ không phải, tại lúc này em đang vui quá chị. Sao vậy? Ủa. Hả? Chị Lan. Ừ. Sao lúc này chị khác quá vậy chị? Chị đẹp ra phải không? Trời, chị đổi kiểu tóc ai cũng khen chị trẻ hết trơn phải không? Không có, em thấy chị già đi đó chị. Hả? Thôi có chết rồi chị Lan ơi. Da mặt chị nhăn quá chị Lan. Gì đâu. Em thấy chị nên đi căng da mặt đi nha. Nhưng mà căng vừa phải thôi. Em thấy nhiều người căng á, căng quá cái miệng á, động tới mép tai nè. Trời ơi, anh ơi, em thương anh quá anh ơi. Anh chê chị Lan già mà xấu em mừng quá. Trời ơi, em mừng quá anh. Anh đáng yêu quá trời ơi. Chê sao chị Đào? Hả? Chồng em chê chị mà sao em mừng dữ vậy Đào? Không có, chê như vậy có nghĩa là có triển vọng khỏi bệnh rồi, nói thật nãy giờ đấy. Dạ, chị Lan à, giống như là mắt của vợ em á chị Lan. Chị Lan thấy không? Mắt cái vợ em giống như là người ta nói là cặp mắt là cửa sổ tâm hồn. Cửa sổ em sáng lắm, chồng em vẫn thường nói thế đấy. Con cái mắt của vợ em hẹp quá. Cửa sổ này hẹp dữ à. Nhưng mà anh nói dạ, nhưng mà anh nói em nghe nha, kỳ này anh có tiền rồi á, anh dẫn em đi cắt mắt. Thôi mà. Nhưng mà đừng có tham lam cắt quá nha em. Anh thấy nhiều người tham lam cắt quá đó, mắt trận trắng này nè. Trời ơi. Ba cũng ba chào chị, chào chú. Vậy đó. Chứ không thôi em cắt quá, tối em về em nằm ngủ quá, em mở mắt anh tưởng em còn thức. Anh nói chuyện hoài à. Khổ quá anh ơi, thôi được rồi, nhưng mà anh chê em cũng bằng lòng đó vì em khỏi bệnh rồi chị Lan ơi. Nhưng mà anh cũng cảm ơn em. Em giới thiệu cho bác sĩ quá giỏi em. Anh hứa với em từ nay về sau, chuẩn bị bước sang năm 2000, anh không bao giờ nói láo nữa. Hay quá. Tại vì con tim của anh bây giờ là con tim chân chính không bao giờ biết nói dốc. Thấy không em? Hay không? Thiệt. Xin phép chị, em hôn vợ em cái nha. Tự nhiên. Kỳ quá. Em ơi. Hả? Tối gội đầu chua quá. Chị nói thiệt nha. Hồi nãy giờ chị muốn nói mà sợ Đào nó buồn. Cái chỗ này cũng khó chịu lắm rồi. Dạ. Không không, em mặn hỏa, em kỵ thủy. Xuân thu nhị kỳ tắm 2 lần. Trời ơi, anh ơi em mừng quá nha. Bây giờ anh cứ chửi em, cứ mắng thẳng vào mặt em. Miễn là anh thành thật là em vui rồi. Này nhá, từ đây về sau hễ mỗi lần mà em nghe anh nói dối một lần thôi đó là em ly dị anh liền. Này, có chị Lan làm chứng chị cho làm em chứng. Nhá. Không, anh hứa với em, từ rày sắp tới anh không bao giờ nói láo nữa. Chẳng những anh không nói láo mà anh còn khi dễ những người nói láo nữa. Đúng rồi, hay quá chị. Em biết không? Đây, em phụ treo bản này đi. Cái bản gì vậy? Đây. Trời ơi. Thấy chưa? Honesty is the best policy. Hay quá. Có nghĩa là không có gì bằng chân thật. Trời ơi, anh ơi, em yêu anh quá, anh yêu anh quá. Nè, chị Lan ơi, hay là chị cho anh Bình đó đi tới cùng bác sĩ là đi hay lắm đó. Trời đất ơi. Anh Bình mà nói thiệt thì có một húp cháo á. Sao vậy? Ủa? Trời ơi, anh bán chợ trời mà biểu nói thiệt là sao ăn trời. Chị. Không được đâu chị ơi. Chứ sao?
em thấy là nói láo xấu lắm, bỏ đi chị. Trời ơi, không phải bỏ, thằng con chị hả, mới 5 tuổi anh đã tập nó nói láo rồi. Chết sao? Trời ơi, bây giờ mới mười mấy tuổi hả, nó siêu đẳng hơn ba nó luôn. Trời ơi. Nói thiệt nhưng mà chị không muốn nó bỏ. Ủa, sao vậy chị? Sợ ảnh hưởng tới nghề nghiệp của nó sau này. Ủa, vậy mai mốt chị cho con chị học nghề gì? Luật sư. Đây. Có vậy hả chị? Nhưng mà thôi chị ơi, em nói chị nghe, nói xấu xấu lắm. Sao chẳng vậy? Hạn như chị nhớ cách đây 3 tháng không? Ừ. Chị bị hư thai đó. Cái gì? Ê. Trời đất ơi. Mười mấy đứa rồi còn hư thai gì nữa trời. Sao? Xin lỗi chị. Tại vì em đi bác sĩ riết em bị hơi loạn loạng xíu. Chị bị hư xe. Hư xe. Em lộn hư thai. Chị nhớ không? Dạ. Cái bữa đó cái anh Bình bị bận công chuyện không đi sửa xe được. Đúng. Anh nói chị mới nhờ em đi sửa xe giùm cho chị. Đúng, 350. Dạ không. Có 300 mà chị. Em ăn lời chị 50. Trời ơi anh ơi, anh tuyệt vời quá. Trời ơi anh tuyệt vời, ăn lời chị 50 tuyệt vời quá. Dạ. Anh ơi bây giờ bây giờ trả chị Lan 50 đi. Thôi. Vậy không? Để em trả chị. Thôi chị cũng bỏ qua. Không. Mấy nhỏ này kìa. Em đã nói rồi. Không em. Vì danh dự phải trả. Em. Cái gì? Hai cho anh 50 đi. Cái gì 50? Hết tiền. Sáng tôi cho 200 đâu. Em cho rồi nào. Sợ không à? Đừng nói thế. Honesty is the best policy. Biết rồi, từ từ. Khổ quá mất đây này. Sợ không à? Đấy kỳ ghê chị đó, nó chị không chị? Lấy rồi mà kỳ quá đi chị Lan lấy đâu. Lấy cho thôi, không lấy sợ đào nó buồn thôi, để chị lấy cho không sao đâu đó. Em biết không, ông bác sĩ ông dặn anh á là mình có thắc mắc hay là còn uất ức trong người cái gì á, cứ nói ra hết đi. Đúng rồi, con người mình mới cảm thấy nhẹ nhàng. Em có nhớ là cái hôm Noel vừa rồi không? Anh có mua cho má em đôi giày hiệu Gucci 400 đồng, nhớ trời không? Trời ơi chị Lan biết không, đốt đuốc ban ngày không ra rẻ như thế này. Bà già 82 tuổi mà tặng Gucci đi thì khỏi có gì mà may mắn tặng không. Trời ơi mẹ em có phước lắm đấy. Đúng rồi. Vâng em ơi. Sao anh? Nhưng mà không phải vậy. Chứ sao? Bữa đó anh đi xe bus, ai đi shopping bỏ quên á. Anh mới lượm về tính cho em, nhưng mà chưng em nhỏ quá anh cho má. Chứ chị Lan biết em mà. Biết. Có đời nào mua đồ cho ai đâu chị. Biết, nhìn mày tao biết. Xin mà. Lỗi chị, 10 đồng không bỏ không chi 400. Đúng rồi. Sao không nói trước thì ta có chị Lan nói lung tung à. Em là thằng quỷ nha. Sao chị? Bữa hổm làm chị Lan Bình quá trời luôn vậy đó. Dạ sao? Chị nói anh phải bắt chước cái gương thằng Minh đó. Nó dám mua dài cho mẹ vợ nó 400 đô. Có bao giờ anh dám mua cho máy 40 đô không? Làm chị rầy quang ảnh mà. Chị nhắc anh Bình em mới nhớ đó nha. Sao? Chị cũng nên cho anh Bình đi ông bác sĩ gì đi. Đúng rồi đấy chị, đi đấy giỏi như chồng em. Trời anh Bình thương chị thiệt thà vậy mà sao đi bác sĩ được. Cái gì? Anh Bình thiệt thà. Chứ sao? Xin lỗi chị à, ảnh là tổ sư nói dốc á. Em 10 ảnh 9 đó chị. Em nói nữa chị giận á nha Minh. Không. Thật sao sao? Anh mình cũng nói dối lắm mà. Cho nói ha. Rồi kể rồi. Cho chị nghe. Đấy đàn ông thế đó. Ai cũng nói dối. Bây giờ nói chị nghe, chị có nhớ là cách đây 4 tháng không? Chị bị đau bụng có gì nhớ không? Ăn chè thiêu phải không? Trời Tào Tháo rượt chạy muốn chết luôn. Em biết không? Trời ơi, tao nói đi ra đi vô ban đầu đi sao bò không à. Chị mới kêu anh Bình về chở chị đi nhà thương đó. Đó. Chị thấy không? Chị đi không nổi chị bò. Chị kêu anh Bình về chở chị nhà thương. Anh nói anh bận công chuyện không thể về được. Thì bận công chuyện. Sao? Bận con khỉ, thật ra bữa đó chị biết anh đi đâu không? Đi đâu? Đi coi vũ sexy. Trời. Thấy chưa? Rõ ràng thấy chưa? Thấy đàn ông chưa? Trời ơi, chị giờ chị xí xác anh ra liền cho em biết. Có chưa? Trời đất ơi, mà đi với thằng nào? Đi thằng vai nó đi. Đi vai vậy hả? Dạ, đi với em. Cái trời. Gì? Tại sao nó làm đi làm overtime mình sexy? Tôi sexy chưa đủ à? Em. Vậy hả? Đâu? Honesty is the best policy. Em. Nó nói thiệt. Vâng. Còn đứa chị còn nhiều chuyện lắm. Không, để cho anh nói em. Dạ, chị có nhớ không? Chị, anh Bình đã nói anh thương chị lắm. Thì chứ gì nữa? Anh đã bồng chị ra ngoài ăn cơm. Ừ. Xong bồng chị vô. Ừ. Anh nói chị là con mèo ngáy ngủ trên tay của anh. Dạ. Anh nói chị là con mèo ngáy ngủ, anh nói em khác. Nói sao? Anh nói chị là con voi ngáy ngủ. Trời. Anh nói vậy hết chị. Chị chịu hết nổi rồi đâu ơi, chắc chị phải đi về quá đâu ơi. Trời phải hỏi cho ra lẽ chứ. Thôi chị đứng đây, đây chị đừng có giận hờn gì hết. Em nói chị nghe. Không có ngờ chồng chị vậy đâu. Dạ. Biết rồi, nhưng mà chị tới với em á vì là chị muốn mua cái áo của em. Giận hờn làm gì? Anh đủ rồi. Bác sĩ giỏi lắm rồi, anh cũng giỏi lắm rồi. Khép miệng lại giùm em. Ok. Đi vào lấy giùm em cái áo cho chị Lan nha. Dạ. Nha. Trời đất ơi, tức muốn chết luôn vậy đó. Chị biết không, cái áo của em nhá. Ừ. Em mua 500 đô. Đây. Em mua 500 đô nhá. Mà em chưa mặc lần nào. Ủa vậy sao? Để chị 300 đô thôi. Trời ơi, có nửa giá à. 300 đô chị cũng lấy nữa. Em quên rồi. Quên cái gì? Áo mình phải 500 đâu. Cái gì? À, với nhiều. Áo này 75% off.
Còn có 150 à em? Trời ơi. Để chỉ 100 thôi được rồi. Cái gì? Không, 150 hay 100 thì chị cũng lấy hết. Nhưng mà có điều là em mặc chưa? À, chưa, chưa bao giờ sợ lần nào. Ôi, vậy cả. Hả? Chưa. Em, cái gì? Em quên nữa rồi. Anh nói em nghe nè. Cái áo này đó. Gì? Anh Táo. Trời gì vậy Minh? Không gì đâu. Anh Táo nó có vitamin C. Lấy ra nói tiếp cho chị nghe, để cho nó nói đâu em ơi. Trời ơi, vợ tôi giả mang vậy trời. Trời, nó giả mang thiệt. Con này ác phụ quá trời luôn. Xin phép chị cho chị. Cái áo này thật ra vợ em mặc rồi, mặc một lần. Hả? Cái bữa hai vợ chồng em đi đám cưới đó chị. Ừ. Mặc một lần rồi, đám cưới đãi không no, tối về đi ăn mọi món. Ừ. Cái vợ em làm đổ nguyên tô món em vô người á. Trời đất. Bởi vì em mới đem giặt trai đi đường chết luôn đó chị. Vậy không dám nói. Đào ơi, cái áo mà em mặc rồi thôi chị không mặc nữa đâu. Ừ. Bây giờ em lấy áo khác, có áo khác thì đưa cho chị đi. Xin lỗi, tại chị biết em nhiều áo lắm. Cái thì nó đổ mắm tôm, cái đổ mắm tép, cái đổ mắm nêm, lung tung cả thôi anh. Lấy cái khác cho chị đi. Em có cái jacket tuyệt vời chị ơi. Dạ, chắc dạ. Được đó, chắc dạ. Vô lấy chắc cho chị đi Minh. Anh Minh à. Ủa? Anh Minh. Sao vậy em? Hai Nguyễn. Ủa, chị Lan. À. Chị Lan đẹp quá vậy chị anh Lan. Anh. Ủa, trời chị Đào. Chị Đào hôm nay cũng đẹp ghê vậy nha. Ủa, nay chị Đào ở nhà hả? Sao ủa hoài ủa, anh Minh. Thôi em, đừng ủa nữa em. Có bầu ủa hoài vậy bà? Tôi có. Chuyện gì đây, nói đại đi. Em nghe người ta nói đó, chị Đào đó cho anh Minh đi học cái khóa gì mà thần kinh chữa bệnh sinh lý đó. À. Cái khóa tâm lý chữa bệnh nó dốc. Nó dốc. Anh chị về tâm lý thôi chứ cái khoản kia thì không cần, anh đầy đủ lắm. Đấy hả? Trời. Nhưng mà sao rồi, thành công không vậy? Rất thành công. Anh báo cho em mừng, bây giờ anh không còn nói láo nữa em ơi. Và ai hỏi anh điều gì, anh đều nói chân thật rõ ràng hết. Anh giỏi lắm đấy. Hay quá. Ừ. Trời, anh biết không, em hả, em muốn cần một người nói với em những lời thành thật. Chị Lan biết không? Không. Chị Đào biết không? Không. Cái bài thơ này nè, em mới sáng tác đó nha. À. Em sáng tác hôm qua đó. Cái bài thơ này nó thiệt là trữ tình lãng mạn nha. Cái bài thơ này nó diễn tả một cặp tình nhân đang dìu nhau đi dạo phố nè. Một cặp tình nhân đang ngồi dưới góc phố nè. Một cặp tình nhân đang đi trên đường phố nè. Ba cặp hả chị? Không có một cặp hả? Tôi đếm 6 người đây, sao đông người thế? Không không, một bài thơ thôi, một bài thơ. Anh Minh, gì, 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 anh gì, coi gì, giùm gì. Em coi cái bài thơ này có hay không. Rồi anh cho em biết một cái lời thành thật nha. Để em đi đăng báo dự thi đó, dự thi rồi, đó. Đây, đây, coi, coi. À, thôi không cần, để em đọc nha. Em đọc cho chị nghe nha, cho anh nghe nha. Rồi. Bài thơ này em đọc nó mới diễn tả hết được cái nội dung bài thơ của em. Đôi ta cùng nhau sánh bước bên thềm. Hay. Bên nhau ta hát khúc êm đềm. Hay. Mỗi lần anh ngồi xuống bên em. Lần nào em cũng đòi ăn kem. Trời. Thấy không, thấy không? Gì kỳ vậy em? Sao kỳ? Trời ơi, kỳ á. Ngồi bên kép của mình á, tự nhiên không đòi cái gì, đòi ăn cà rem. Em thích ăn cà rem mà. Thôi em ơi, em không biết gì nè. Hồi lúc chị em á, mới quen anh. Sao, sao? Ngồi xuống cái đòi. À, chị chả đòi gì cả. Lần đầu tiên gặp anh thì chị đòi một tí thú đau thương thôi. Vậy. Nhưng mà nhau, thơ cô hay lắm đấy. À, mình ăn kem xong rồi lạnh xong hôn nhau, cái hôn ấy gọi là cái hôn lát xê, hôn đông lạnh. Thấy chưa, mình thấy trời chưa? Ơi, thơ hay đấy. Bây giờ Minh cho em biết lời là ý kiến thành thật của Minh đi. Anh nói thiệt với em nha. Honesty is the best policy. Bởi vậy vì câu đó anh nói với em là làm thơ con cóc dở ẹt. Thơ kỳ cục với em. Thơ vậy dở hả? Ờ. Anh John á, bồ của em á. Sao? Anh khen cái thơ này nha, tuyệt tác phẩm đó nha. Trời đất ơi. Anh nói em á hả, tài sắc vẹn toàn á. Thôi đi em ơi. Tại vì John là kép của em. Ông nội nó không dám chơi, không chia nó. Anh nói với em rồi, thằng John nó từng tâm sự danh là trong cuộc đời của nó sợ nhất em làm thơ đó. Anh đừng có làm nữa. Cái thằng cha này tối xối cái tôi rồi, kỳ này về là tôi xé xác rồi, tôi không cho gặp mặt nó đâu rồi nha. Ủa mà anh Minh ơi. Sao? Anh Minh quen với anh John hả? Anh là bạn học thân lắm á. Anh quen thân vậy hả? Tôi hỏi anh Minh nha. Hỏi gì? Chiều nay anh nói anh dẫn em đi chụp hình nè. Anh chụp hình hay không? Cái gì? Thằng John chụp hình? Ừ. Hỏi đi. Anh nói em nghe nè. Thằng John á, cuộn phim không biết ráp vô máy nữa rồi chụp hình. Có đâu. Anh nói hả, anh nói anh sẽ chụp hình cho em làm model đó. Anh nói là hả, anh sẽ giới thiệu cho em làm người mẫu của hãng Chanel nè, hãng mỹ phẩm Chanel đó. Đúng rồi, anh nói em á hả, à, anh đậu thủ khoa của cái môn chụp hình ở bên Đông Kinh đó, chuyên môn chụp hình khỏa thân không ạ? À? Gì? Chụp hình khỏa thân? Ừ. Xin lỗi em ạ. Anh chụp hình khỏa thân còn hay hơn nó đó. Ông ấy em khỏa trên thân chưa? Cái gì? Tôi đang khỏa này. Nhưng mà anh Minh à, nhưng mà bây giờ anh nói thiệt với em một lời đó đi. Anh coi kỹ bài thơ này, anh mở ra đi, anh đọc đi. Kỹ cho em nha. Không. Anh thấy em sao?
anh coi rồi anh sẽ thấy là em có thể có triển vọng trở thành một thi sĩ không? Với nhiều đêm thức trắng mà suy nghĩ, bài thơ của em sẽ là... Là thơ con khỉ. Em sẽ là loài sĩ. Thôi em ơi, anh nói em rồi, đừng làm thơ nữa chứ, ẹt ha. Cái gì vậy? Anh đang thấy dở á, là tại trình độ của anh thấp kém quá đi. Anh không có đủ tài anh thưởng thức thơ của tôi. Thấy anh dịu dàng quá mà. Bình thường anh ưa nói lời ngon tiếng ngọt, anh dỗ dành phụ nữ nên tôi mới hỏi ý kiến anh. Chứ mà tôi biết anh cà chớn vậy, tôi đâu có thèm hỏi anh làm gì. Xí, dừng tiền anh à, từ đây đừng nhìn mặt tôi nữa nha. Xí. Trời ơi. Nó hiện nguyên hình rồi đó, thấy chưa? Gì kì á? Mãng xà tinh xuất hiện giữa ban ngày. Trời đất ơi, tướng này tướng thi sĩ đó hả? Tướng này tướng chỉ lộn mướn á. Thôi đủ rồi, nãy giờ tôi nói thân thiết thì hãy mình ném nó thật. Còn người lạ mà nói, bây giờ anh đi vào. Em, muốn nói... em nói với anh là anh nói xạo em đi dị anh mà. Thôi bây giờ không nói gì hết, im nhé. Tôi không nói gì hết, rồi anh đi vào đây, Chị chờ em đi, em lấy jacket cho chị nhé, đi vào đây. Trời ơi. Khổ quá chị ơi, đây. Áo đây, em ôi, áo này đẹp, đẹp lắm. Vâng, hơi khoác thử đấy chưa, đấy. Em nói thật nhá. Trời ơi đẹp quá. Trời ơi, chị có một mình chị á. Trời ơi sao Diễm Minh? Đâu nào sao Diễm Minh? Trời tôi nghĩ phần nhỏ quá. Trời ơi cho ta đợi mở. Trời ơi cho tội nghiệp. Tự nhiên bắt gái lại à? Vậy vừa mãi rồi. Tội nghiệp ghê không? Trời ơi. Không không bị lỡ. Nói nhiều nó lỡ mồm. Em dám. Trời ơi xem ác cái gì đâu. Em nói thật cái ly vậy em à. Bây giờ nói thiệt không cho. Thôi đủ rồi, để tôi làm việc. Chị em nói chị nghe này, cái áo này chỉ có một mình chị là xứng đáng thôi đấy. Nó cái lông lông thế này là xứng đáng. Em lại quên nữa rồi em. Anh cũng muốn lắm nhưng mà tại vì honesty is the best policy. Hôm qua anh nói gì vậy chị vậy? Em nói anh á là chị Lan mặc áo này không có hợp xấu lắm. Cái gì vậy, cái gì? Thiệt em nói mà. Vậy đó phải không? Không, em đâu có nói gì đâu. Em nói gì chị, nói đi. Anh hả? Ngày hôm qua em nói gì chị Lan, anh nói thử em nghe coi. Nói đàng hoàng, quên cái này đi. Nói, quên cái này. Không thể quên, policy. Anh nói liền. Nói đi Minh. Chị biết không? Ừ. Vợ em nói chị mặc áo này xấu lắm. Tại vì chị vừa mập vừa lùn chân chị lùn. Chị đi như con vịt sim đai. Trời. Chị nói vậy đó. Cô nói tôi vậy phải không cô? Cô tưởng cô đẹp lắm hả? Trời đất ơi, hai cái chân như hai cái cẳng gà vậy đó. Mặc mini zip thế mà ghê luôn mà tưởng mình đẹp lắm hả? Cái gì? Chị này, chọc gan em hả chị? Ừ. Chị chọc gan em à? Ừ. Xin lỗi nhá, chị cứ nhìn lên tivi mà coi. Model người ta cứ khẳng từ chân xuống dưới thế này này. Hàng triệu triệu phụ nữ trên cái thế gian này á, cầu có một cái cẳng gà như tôi để mặc mini zip lên chưa chị? Xin lỗi à, còn hơn là chị. Anh coi đấy, hai cái bắp chuối thế này, hai bắp chân thế này như là hai trái xoài tượng á. Mà chị có biết chấm mắm đường chả làm được cái việc gì. Phải rồi, xài tưởng chấm mắm đường có nhiều người thèm lắm mà. Còn cô chỉ có mấy tiệm hủ tiếu nó thèm thôi à. Tiệm hủ tiếu thèm tôi điên hay sao thèm? Nó thèm nấu xí quách đó. Không tin hỏi chồng cô thử coi. Anh, bây giờ em hỏi anh này, có chị Lan đây. Chân em này có phải là chân cẳng gà hay không? À. Không. À. Chân em không phải cẳng gà. Thấy chưa? Chân em là cẳng cò. Tại vì chân em anh nói thiệt á, còn tệ hơn là hai cẳng gà nữa. Dạ hai, tại vì cẳng cò nó vừa cong mà nó vừa ốm đó chị. Phải vậy. Im này, tôi không có anh nói nhá. Nè tôi im, đừng có làm bộ rầy chồng mà cho qua chuyện nghe chưa. Tôi báo cho cô biết, kể từ nay hả, không chị em không hàng xóm láng giềng cái con khỉ khô gì hết á. Tôi không chả cần. Bây giờ tôi vĩnh biệt cô nè. Sayonara. Bye bye. Goodbye chị luôn. Em Me too. Thôi chị cái gì đâu mà chị? Muốn cái gì? Ê quýnh lộn hả chị? Xin lỗi chị, em có giỏi nha. Giỏi gì? Để em biết đẳng tay con queo. Thôi chị ơi, nói chứ giận xíu thôi mà bỏ qua đi chị. Nói gì? Chị Lan à, em bây giờ em tự nhiên em thấy bực mình quá đi mất thôi. Sao vậy? Em bực mình vô cùng vậy đó. Bực mình cái gì? Chị biết không, chị em mình tình nghĩa chòm xóm mấy chục năm nay vui vẻ. Tự dưng hôm nay lại gây nhau cái lộn ổ lên. Em chả biết vì đâu mà ra cái nguyên do thế này. Phải rồi. Vì ai? Vì đâu chứ? Vì ai? Vì ai? Vì ai? Vì ai? Vì mày. Hả? Chị chờ em chút xíu. Chờ em. Trời vậy? Ơi, tức quá. Chờ em chút xíu. Gì vậy em? Hello. À, bác sĩ Tuấn đấy à? Vâng, em Đào.
đào vợ mình chứ còn đào nào nữa, bộ lắm đào lắm mà. Cái gì? Chúc mừng cái con khỉ tan nhà nát cửa đây này. Bây giờ em nói bác sĩ nhá, bây giờ ngày mai em gửi chồng em lên bác sĩ, bác sĩ dạy cho chồng em nói dối lại như cũ nhá. Cái gì? Dạy nó thật thì 1.200 mà dạy nói dối 2.400 à? Chặt gì mà chặt lắm thế bố. Thôi được rồi, rồi đằng nào cũng phải. Ngày mai nhá, em gửi chồng lên bác sĩ luyện lại nhá, nói dối như cũ giùm em please. Vâng, chào bác sĩ. Đấy, chị thấy chưa? Và như thế này mới được thôi, không thể chịu được nữa rồi. Bởi vì chị nói hai em nghe, dạ? Mấy ông bà già hồi xưa nói rất là đúng, em thấy không? Sao chị? Lời nói đó không có mất tiền mua, dạ. Liệu mà nói dốc cho vừa lòng nhau. Ủa kỳ vậy? Vâng, thấy không? Một lời nói dối tế nhị hơn là một sự thật thô thiển. Sao kỳ vậy? Anh. Gì em? Ngày mai lên bác sĩ nhá. Em cắn răng 2.400 cho anh học nói dối đúng trở lại nhá. Gì kỳ vậy? Chứ sao? Sao vậy? Trời ơi, anh nói em nghe nè, mình nói thiệt mới là khó, mới cần đi học. Chứ nói dối ai nói không được. Em muốn không? Làm liền liền. Làm thử em coi. Rồi chị Lan. Gì? Chị rất trẻ, rất đẹp. Da chị căng giống như gái 18 tuổi. Ôi, gì đó. Dễ thương á. Em. Hả? Tóc em thơm hương mùi dạ non. Mắt em là bể hoa cù. Trời ơi, tự dưng cái gia đình hạnh phúc hẳn lên. Vui vẻ liền thấy chưa? Nói dối cái vui. Anh. Sao em? Từ đây đấy nha. Em mà chỉ nghe anh nói thật một câu thôi đấy là em ly dị anh liền đấy. Bảo đảm với em 100 năm hạnh phúc. Thì Cha ba làm gì mà kêu tôi cha hoài vậy? Ủa thì ba má đặt mày Nguyễn Thị Trà thì tao kêu mày cha chứ kêu mày cái gì? Vô quốc tịch Mỹ, đổi tên lâu rồi. Tên gì? Chanel. Hèn chi gì đâu mà trà neo trước trà neo sau, trà neo tới trà neo nuôi, rồi bởi vậy đi ra ngoài đường á xà nẹo hoài à. Nè neo, chị đang báo tìm người xe phòng chưa? Đăng 2 bữa rồi bà ơi. Đưa coi coi. Nè coi đi. Cái con này. Đưa coi coi. Đâu coi. Đây hả? Đàn ông 31 tuổi, đẹp trai, có học thức, cần tìm bạn gái để tâm sự trong lúc vợ đi đẻ. Hả? Ủa gì vậy? Hả? Trời ơi. Miệng thì nói sợ trai, tối ngày cứ tìm trai. Tôi nói bà ở trong có một râu bạc thì bỗng phương làm gì mà đọc hoài à. Ôi trời, tao lộn, tao lộn hèn chi. Cái mục này tìm bạn bốn phương, mà cái mục tìm bạn này công nhận vô duyên thiệt đó mẹ ơi, quá vô duyên à. Đàn ông 31 tuổi, đẹp trai, có học thức, cần tìm bạn gái để tâm sự, mà không để số phone điện thoại gì trơn, làm sao mà tao liên lạc được? Làm sao mà người ta liên lạc được? Mệt quá à. Tao tìm cái vụ rau giặt coi. Đây 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 đây, đây coi coi. Rồi rồi, cần xe phòng, điều kiện phải là đàn bà, không chồng, không kép, số phone là ok, rồi được rồi đó. Hôm nay tao ở nhà nha, hôm nay cuối tuần nè, thế nào có người tới mướn à. Thấy bà tôi chán ghê vậy, mệt bà quá. Ê! Trời ơi, trời ơi, cái gì mà chua dữ vậy mày? Gì chua? Trời ơi, nước hoa Chanel number 5 đó bà, nhà quê quá. Trời đất ơi, Chanel number 5. Một tuần lễ mày không tắm rồi mày xịt nước hoa vô, cái mùi tổng hợp nó như là mùi cao rồi đó. Gì chào? Mà tôi nói bà nghe nha, bà tính làm sao á? Trời ơi, hai chị em mình nè, ở cái nhà thoải mái muốn chết rồi, có 2 phòng. Trời ơi, cho người lạ share phòng làm gì? Chật chội đông đúc lắm bà ơi. Trời ơi, tao đâu có muốn đâu mà chuyện bắt buộc á. Mày thấy không, ba má sanh ta ra trời, sao mà tao xui quá trời xui. Tao đẻ tao ngôi sao xấu mày thấy không nè. Người ta chơi shop người ta lên ầm. Còn tao chơi shop mà thấy không, quá thê thảm. Tao vô Yahoo nó từ 250 xuống còn có 12 đồng. Tao vô Cisco nó từ 400 nó còn có 11 đồng. Tao vô Amazon nó từ 800 nó còn có 14 đồng. Mày thấy không, riết tao muốn nhà xuống cầu San Francisco tao tự chết cho rồi đi. Mày coi ba má thì già nè, má 82, 39, 74, 7 đem tao phải lo. Mày thấy không, tao quá khổ cuộc đời tao. Mày thấy tao, tôi lại chị. Cái gì? Trời ơi, bà than tôi phiền quá à. Mệt bà quá đi.
Phiền cái gì, bây giờ tao không muốn nói gì hết trơn á. Tao nói cho mày biết, mình phải cho xe phòng để tiết kiệm tiền bạc, biết không? Bây giờ tao sắp xếp vậy. Nhà mình có hai phòng. Phòng tao, tao ở. Phòng mày, tao cho xe. Ủa rồi tôi ở đâu? Mày ra ngoài đường ở. Gì kỳ vậy bà? Hả? Sao ra ngoài đường ở? Ủa, khi tao thấy tối ngày mấy cà nhỏng mày xanh eo xanh eo ngoài đường không, mày đâu về nhà đâu. Đó, thay vì mày đi chơi khoảng chừng 6-7 giờ sáng mày về, cái mày rủ bạn bè mày trễ trễ chừng 1-2 giờ trưa mày về, cái mày về mày vô phòng tao cầm đánh răng rửa mặt cái thay ngoáo cái đi tiếp, thấy không? Cái phòng tao cho xe tiết kiệm tiền. Mày thấy chị mày chưa? Chị mày mà giải quyết là đâu vô đó đàng hoàng. Bà hay quá ha. À, đúng ghê vậy đó. Sao? Bởi vậy. Sao? Chị tôi chưa có chồng, còn tôi thì không có phòng. Con vô duyên quá, mệt quá. Thôi đó, lo đi vô cái phòng mà mày sửa soạn xong xuôi chưa? Sửa soạn hết rồi. Rồi con. Anybody home? Ai vậy mày? Ê, không chừng khách tới mướn nhà đó. Gì vậy mấy bè? Tự nhiên cái cười hả? Thấy tôi dịu dịu, tôi cứ bóng hả? Xin lỗi nha, tôi bê đê. Trời ơi, hú hồn mà. Cười hoài hả? Không nghe ông bà ta ngày xưa nói hả? Trời xanh có mận, có đào, có trai, có gái, có thằng bê đê. Ê, ê, vậy? Đi đâu mà vô nhà nói năng tầm bậy tầm bạ vậy? Ủa trời ơi, hai người ngồi không nói chuyện, tưởng đâu hai cái bình bông. Bông gì cha? Không, đằng kia bông hồng. Ờ. Còn này bông dạng thọ. Vô đây làm chi đây? Dạ à, em đọc báo em thấy là chỗ này cho mướn phòng phải không chị? Đọc kỹ chưa? Dạ rồi. Nhà này đó không có cho đàn ông, chỉ cho đàn bà mướn thôi, biết chưa? Ủa vậy chị nhìn kỹ coi. Em đàn gì? Đàn giữa mày ơi. Đồng tính, đồng tính. Trời ơi trời, chị đồng tính quê còn chết à. Cỡ như em vậy đó, dân chơi gọi tụi em là bóng lộ, còn trí thức gọi là Omo, còn Tây gọi là BD, còn Mỹ gọi là gay, còn Việt Nam gọi là bóng lẻo cái. Coi cái tướng đi kìa, coi tướng đi kìa mày. Dạ tướng đi sao chị? Bình thường là ông đi kiểu này thường lắm rồi, mà gặp hàng nào ông kết ông đi kiểu khác. Kiểu gì? Kiểu Sài Gòn Chợ Lớn. Làm sao không? Kiểu Sài Gòn Chợ Lớn là điên vậy nè, dứt cái vô Chợ Lớn ra cái Sài Gòn Chợ Lớn, Sài Gòn Chợ Lớn. Cái đít cờ quẩy như con long quăng vậy hà. Nhưng mà cũng bằng đít tôi. Trời ơi, cái mông Chanel. Dạ, chắc cái mông này bỏ hả? Mông Prada nè bà. Có mua insurance đó nha. 1m 1 triệu, 2m 2 triệu đó bà. Prada ha. Ờ. Insurance ha. Ờ. Rồi ngồi đi mẹ, nữa? Mẹ lanh quá à, mời ngồi. Dạ, cảm ơn. Có gì thiếu sót xin lỗi chị. Không biết, không biết. Gì vậy? Ủa kiểu gì vậy trời? Kiểu này mà nói rồi đó hả? Còn kiểu khác hấp dẫn hơn nhiều. Kiểu gì? Kiểu này nè. Kiểu gì vậy? Kiểu này người ta gọi là kiểu mời gọi. Ủa thôi mời sáng nay gặp gì đâu không á. Trời ơi. Nói nghe nè. Chị em của tôi trong nhà không có chồng với hôn sống vậy, cho nên là muốn là cho xe phòng là cho xe đàn bà con gái thôi, chứ còn gì nữa này nữa kia ra vô nó kỳ lắm, hay là không mấy gì chỗ khác luôn. Em nói chị nghe là chị đừng có nghĩ như vậy. Hồi nãy em tới khu này nè, em thấy Mỹ Đen không à. Trời ơi, đừng nhà đàn bà con gái không á, rủi Mỹ Đen nó vô nó quậy hai bà đó, tôi nhà cho tôi đỡ cho. Mẹ nó mà cũng có lý nè. Cho mày mướn đi. Chị nhớ không? Sao? Bữa trước đó có con thằng Mỹ Đen du đảng đó. Lan can lẫn trơn trước nhà mình nè. Đúng rồi, tao nhớ rồi. Rồi dê tôi nè. Trời ơi, tao sợ muốn chết luôn vậy đó à. Ủa? Té ra nó dê mày hả? Ừ. Trời ơi, vậy mà tao tưởng nó dê tao chứ, hàng chi tao mở cửa nó bỏ nó chạy quá trời mày ơi. Trời đất ơi. Bà sao bà ham quá. Ê nó nghe. Vậy là bây giờ mày đồng ý cho mướn phải không? Cho bà mướn đi, bà này cũng vui đó. Dạ vui, vui không? Đó. Vậy chứ tên gì vậy? Dạ, tên Như Quỳnh. Hả? Gì? Trời hả, hú hồn chứ bà. Dạ đúng ra em tên là Lê Như Quỳnh, nhưng mà qua Mỹ không bỏ dấu, người ta gọi em Như Quỳnh.
sẵn như Quỳnh với chị nó đa đẹp quá anh nhận tôi đó. Vậy hả? Dạ. Ờ vậy chứ làm nghề gì vậy? Dạ em làm nghề cắt tóc với make up. Make up da và cô dâu hả? Dạ không phải, make up chú rể. Trời, vậy chứ có vợ chưa? Trời hú hồn. Trời tướng em mà lấy vợ về chắc tối hai chị em dành áo đồng nhân mặt quá à. Tướng chúng ta giờ không có vợ. Ghê. Ôi, bà Thang à bà Thang. Cái gì? Nguyên một con bóng lộ lộ đứng trước mặt bà cứ hỏi là có vợ chưa. Ừ. Thì phải hỏi cho kỹ càng chứ. Trời ơi bây giờ vậy là mày đồng ý mì mì cho mướn phải không? Cho mẹ mướn đi. Thôi giờ rồi hai chị em tôi bằng lòng á. Dạ. Bây giờ đầu tháng vô hay chừng nào vô? Trời ơi chị ơi chị, bóng gió tụi em là phái bùm bụp bùm mà. À. Phải làm liền à, vô liền ngày hôm nay, được không chị? Bùm bùm phải không? Rồi dạ. Bùm luôn. Đầu tháng cuối tháng đưa 800 là vô liền. Dạ em chịu, lát đưa tiền nha. Rồi, dạ. Ok. Dạ, lát đưa vô chổng đi. Quần áo đâu, đồ đạc mang vô chổng đi. Trời ơi, tụi em không bao giờ xài đồ cũ hết chị ơi. Tới chỗ nào là xài đồ mới hết trơn hết trội á. Đồ gì? Nhưng mà lúc nào trong người cũng có cái này phải đem theo. Cái gì vậy? Dạ kem. Cái gì vậy? Kem gì vậy? Em nói chị nghe là kem này tốt lắm nha. À. Kem chống nhăn. Trời. Kem thoa tan mỡ bụng. Kem sức rụng lông chân. Chị biết không, nhiều bữa em quên sức kem á, mặt áo đầm nha trời ơi, lông chân ra như bách đá rừng nha. Cái ghê luôn à. Vậy hả? Dạ. Bây giờ em đi về liền hả chị ha? Ờ à, vô đi, cái phòng trong dạ. Đây nè nha. À, hả? Mà nhớ nha, phòng ai nó ở nhà bà. Trời ơi, bà đừng có làm bộ rồi nhìn chị em tôi thay đồ đó nha mẹ. Trời ơi, thưa bà ơi, bà mà cởi hết quần áo với tôi thèm dòm luôn á. Thôi được rồi, bây giờ... Cởi thôi mi ngôn, cởi tôi mới dòm. Thôi, dạ. Vô phòng đi. Dạ. Mà nhớ nghe, ăn ở cho sạch sẽ đó. Chị yên chí đi, tôi mà vô phòng là có đồ nghề liền à. Thuốc xịt thơm phòng. Vậy hả? Dạ, mùi vanilla. Vanilla là mùi gì? Là mùi hột é. Ê, cái phòng bên phải đó nha. Dạ. Cái phòng bên phải đó, ờ. Ê, đụng đó mày. Dạ, không muốn đụng đó mày. Đụng má gì đâu, không mà tôi đi tập thể dục nè, mày đi luôn không? Ê, cho tao quá gian ra giờ đi chứ. Đi đâu? Tao ra nhà hoàng. Mày ra nhà hoàng chi vậy? Trời, tao xui dễ sợ ba má xem tao ngôi sao quá xấu mà biết không? Tao có con bạn mà tao giận nhau đó 10 năm nay rồi. Tao mới quen lại tuần trước, cái tuần sau cái ông ngoại nó chết mày. Bây giờ tao phải đi phúng điếu hay tốn tiền không thì khổ ghê. Trời, tôi nói bà nghe nha. Gì? Bà than hoài bấm sợ lỡ miệng hả? Lỡ miệng gì trời, trời ơi. Kinh tế bây giờ nó xuống quá là lay off tùm lum tà la vô đó. Nói mà nha. Vậy mày đi ra nhà hoàng đó. À. Than chỗ tao cúng điếu đó. Đi ra đâu trời ơi thiệt á. Trời ơi. Đi đâu than nữa mệt quá. Chà neo. Mày chờ tao có chà neo. Công nhận mà đúng kịch giỏi thiệt. Ê, Tuấn, mày ngu quá. Hồi nãy mày tới cái nhà này không chịu vô. Có hai ghế đã lắm mày ơi. Rồi, tao giới thiệu cho mày. Tao bông hồng, còn mày cái bông dạng thọ. Mày biết sao không? Tao phải giả bóng gần chết cho tao mướn á. Ờ, nhưng mà nhớ nha. Cái điều quan trọng tao dặn mày á là mày không được cho con ghế tao biết nha không? Nó dữ quá làm sao tao quen nó được. Nghe chưa? Nhớ nhau. Ờ. Đã. Số mình số hưởng. Số mình số hưởng. Số. Cái gì tự nhiên mới đi cứ ngắt vậy mẹ? Đâu có bà. Trời ơi trời, cứng đâu cứng bà. Tôi nói bà nghe nè. Nhà này á nha, tôi thiệt với bà nha. Mỹ đen quá trời trời á. Tôi nói bà nghe, tôi phải tập cứng gì á. Mỹ đen tưởng tôi là trai thiệt. Nó không dám vô mày với bà. Trời ơi, mà tôi nói bà nghe này nha. Gì? Tôi thấy cái tướng mặt thiệt đó là quá là bảnh bao à. Bảnh không? Cái mặt đẹp quá à. Được đẹp không? Quá là gentleman luôn. Ờ. Sao BD uổng quá à. Trời ơi, bị vậy chứ ai muốn. Nhưng mà nhiều khi gái dựa vô cũng mê thấy mẹ. Hả? À, không có đâu bà, không mê đâu. Ủa? Nhưng bà, mà sao vô duyên quá. Sao tập thể dục về sớm vậy? Tôi nói bà nghe, tôi tính đi tập thể dục. Tự nhiên mấy bữa này nè, cái vai tôi chứ cái bắp dế nè. Trời ơi, nó cứ nhắc tôi tập không có được hết trơn. Vậy là tôi cho tôi tập hoài, tôi nói tức ghê vậy, tập hoài. Ê! Khép vô đi bè. Sao vậy? Tủi gió vô, trút gió tôi mang tiếng. Mắc mới gì mang tiếng bà? Nói nghe nè. Cái gì? Bà biết sao tập thể dục bà bị mệt mỏi không? Không. Người ta tập thể dục phải chịu khó exercise. Phải có người massage. Thịt da mới mềm mại, mới khỏe mạnh. Vậy hả? Tôi không biết đâu, sao bà biết? Trời ơi, hồi đó tôi chuyên môn về massage mà. Vậy đó. Bà biết Nguyễn Hưng không? Rồi sao? 72 tuổi rồi đó. Sao?
mà nhờ tôi massage riết cho còn 27 tuổi á, nó có sức khỏe như cái tân vậy đó, thấy không? Trời ơi, mà tôi nói mà nghe nè, mày biết massage phải không? Thì sao? Trời ơi, hay quá à. Bóp cho tôi mấy cái coi, ngay chỗ dai nè. Trời ơi, tôi nhức dai quá à. Ê, cái này tự bà kêu bóp phải tôi muốn nha. Bóp đi, gái dưới này nó nhiều quá à. Số mình số hưởng. Chỗ này nè. Bóp nha. Ừ. Ót trắng trời ơi. Trời ơi, đã không? Trời ơi, đã quá, trời ơi, đã quá bà ơi. Trời ơi, tôi còn đã hơn bà nữa. Phải, tôi lộn. Trời ơi, tôi hỏi bà đã không? Trời ơi, tôi quên hoài, trời ơi. Đang công mà thẳng hoài à, trời ơi. Mệt bà quá à. Bà giỡn hoài, tôi mệt luôn quá à. Rồi sao? Bóp cho tôi biết cái lưng coi, trời ơi, bóp mấy cái nữa coi. Trời ơi, bóp nữa hả trời? Sao sướng vậy trời? Ê, ê. Chồng chồng vậy rủi có bầu đừng thưa nha. Cái gì có bầu? Quên thử lọc. Trời ơi, cảm giác sức nha. Không phải. Ý tôi muốn nói là chồng có chừng đụng cái đầu. Cái gì đó. Thấy bà ăn nói vô duyên quá, mệt bà quá, bóp mấy cái đi. Bóp nữa ha. Đẹ lên. Không ơi. Cái gì vậy? Kỳ quá, tự nhiên ngoài này chồng chồng kỳ quá. Chứ sao? Nó nghe massage phải có giường đàng hoàng. Nằm lên tôi massage mới đã. Nghe không? Không mấy mình vô trong đi rồi tôi massage cho. Trời ơi, bà khỉ nào nãy dẫn chịu nó sớm đi, lẹ đi. Trời ơi, ai chịu nổi trời. Trời ơi, số hưởng. Trời ơi, hưởng thiệt trời. Mới vô tự nhiên xuống hết trơn cái trội à. Ê, sao cởi quần áo ra hết trơn trội vậy? Ủa, vậy không được hả? Không được. Vậy tôi để mặc đồ cho lại nha. Thôi, lỡ rồi, để đi. Trời ơi, sáng sớm xui dễ sợ chưa gì ra hết 104 đồng, 100 phóng điếu, 4 nước mía. Mệt quá. Trời ơi, tôi nói bà nghe này nè, ngồi xuống đây. Cái gì? Tôi nói bà nghe nè. Trời ơi, ủa mới đi đâu về vậy? Mới đi đám ma về. Hàng chỉ mặt buồn quá trời à. Ủa mà mới đi làm về hả? Ừ, mới đi làm về. Mà bà nhờ tôi cái chuyện đó, nghĩa là tôi làm xong hết rồi. Chuyện gì tao đâu có nhờ mà chuyện gì đâu. Trời ơi, cái chuyện bự mà bà không nhớ. Chuyện bự chứ gì tao có nhờ mà chuyện gì đâu. Trời ơi, cái vụ án bự này nè. Em tao nó nghe được, nó cười cho nó để một mình kín đáo thôi. Thì mình em bà, tôi với bà nghe thôi. Đó, vậy được rồi. Ở dưới kia 1888 người với lại 140 năm camera nghe luôn. Trời ơi, tao chết quá à. Thôi đi, nó nhỏ nhỏ làm sao mày chuyện đó mày lo tới đâu rồi? Trời ơi, tôi hỏi hết rồi, ông bác sĩ nào tôi cũng không chịu hết trơn á. À. Có một ông bác sĩ là tôi chịu thôi. Vậy hả? Bà ổng dễ thương lắm bà ơi. Vậy hả? Ừ. Ổng tên gì vậy? Bin Laden. Thôi mày, đưa tao tới ổng không, nhét hai trái bom cho người ta cái tao chết á. Thì bà nhớ hai tòa nhà sập không? Ờ. Bây giờ tới hai tòa nhà bà. Thôi đi, giỡn. Nói chơi bà thôi, chứ tôi hỏi ổng rồi. Ổng sửa 3.000 sĩ thẩm mỹ đó phải không? Ổng sửa 3.600. Mà em giờ ổng quen biết với tôi. Ổng sửa cho bà 600. Trời ơi, sao mà rẻ dữ vậy? Sửa sao mà rẻ dữ vậy cưng? Trời ơi, sửa một bên, còn bên này 5 sao sửa. Vô duyên quá. Ai sửa vậy? Nói chơi với bà thôi. À. Tôi biết bà than dữ lắm, thành ra có một cách bà nhớ mấy cái con model trên mấy cái tivi màn ảnh không? Có trời, mấy con nó đẹp lắm rồi, nó đập lên mặt gì nè. Đó, trời ơi, bây giờ tôi làm cho bà y chang như mấy con đó vậy đó. Bà tốn tiền không? Không có tốn một đồng nào hết trơn, có 50 sen nè. Cái đó nghe được, sao tao làm sao? Bà chổng đầu đất nè. Chổng đầu xuống đất? Đưa hai chân trời. Có mặt lắm mày ơi. Rồi cái tôi lấy cái băng keo mà thép mấy cái thùng hàng á, bà biết cái không? Cái băng keo màu xám đó phải không? Cái tôi đi vòng lật bà lại, cái nó ập vô trong mặt bà luôn. Vậy không phải? Đã không? Trời, được đó. Đã ha? Được á. Ừ. Ê, nhưng mà lúc mà tháo băng keo ra nó có đau không cưng? Đâu có đau. Không có đau gì hết, băng keo với lại da nó đi theo với nhau. Trời, nói chơi bà thôi, nãy giờ chọc bà thôi. Chứ tôi nói thiệt á, tôi biết cái mặt bà là than dữ lắm. Hà tiện lắm, thành ra tôi mua rồi. Tôi đi qua chợ Bô Sa tôi mua rồi. Mua gì? Trời ơi, có 19.99 nè, nó on sale bà ơi. Cái giá nó được á. Đây nè. Coi coi, cái gì vậy? Nè. Gì đây? Ủa? Đã không? Sao giống xương xa xương sáo vậy mày? Xương xa gì, keo lì má ơi. Keo lì hả? Rồi. Ủa nè, có nè. Nhưng mà cái này làm sao? Cái này mình sử dụng sao mà chỉ ra coi. Đây là lần đầu tiên tao mới nhà bà hả? Hả? Có cái dòng nào đi ra đi vô bà ơi. Bậy bậy, nhà tao thờ cúng đàng hoàng, đúng cái dòng này dòng kia nghe. Quên, tao quên. Trời ơi, quên giới thiệu với mày đây. Restroom của...
Ê, gì đẹp không? Roommate của tao. Còn đây, Michael, hàng xóm. Trời ơi, nói nghe nè, còn cái vụ này xài sao ha? Thí dụ chẳng hạn như tao mặc mà cái đầm mà nó hở vậy nè, hở mấy cái lưng mày nhét cho nào mày chỉ tao đi. Thí dụ chẳng hạn như là... Nè! Trời đất ơi, cái gì tướng cái này hả? Để tôi cho bà luôn, tôi khỏi có tính tiền đồng nào với bà hết trơn. Trời ơi, mày tốt quá, mày cò dễ thương quá. Bà gian chỗ khác đi, bà làm ơn, bà biến giùm tôi, nhấn nút biến. Sao biến lẹ để tôi làm việc. Ok, biến. Tao biết liền. Ngồi chơi nha, chút vui vẻ nha. Trời đất ơi, tướp vậy à. Chết mẹ. Hàng giả gặp hàng thiệt. Anh ở đâu tới ạ? Trời đất ơi, nhà em không qua mướn mà đi mướn cái nhà này chi vậy? Qua em cho ở phi khỏi tốn tiền. Anh ở đâu tới ạ? Mấy tuổi vậy? Trời ơi, đẹp trai dễ sợ rồi. Em nói anh nghe nè, tên gì vậy? Tên gì vậy? Sao nói hoài không chịu trả lời trả vốn gì hết vậy? Bộ khi dễ hả? Tên gì vậy anh? Nói đi, tên gì vậy? Tôi tên như Quỳnh má. Trời ơi, chị em đụng với nhau là trái nhà đó bà. Trời đất ơi, chẳng nhà vậy trời. Trời ơi, nãy giờ tôi tưởng trai. Trời đất ơi. Sao đi hoài vậy mẹ, đứng lại. Trời ơi, đi vòng vòng hoài như cái bông vũ vậy, chóng mặt quá. Ủa, đi vòng chóng mặt hả? Chứ vậy sao? Vậy đi ngược lại. Trời đất ơi, con này chắc khùng rồi. Người ta hả? Người ta đi trên dây điện là đã khùng rồi, con này nó đi trên dây điện thoại chứ không phải được. Ê, thôi nha. Rồi sao? Nãy giờ thấy nhịn đừng có làm tới nha. Làm tới rồi sao? Cả chấn là giọng như mặt. Quên vậy. Giọng như mặt đó nha má. Trời đất ơi, dám giọng không? Ờ, cà chớn hả? Là giả tứ bề à. Giả tứ bề? Giả tứ bề là giả làm sao? Vậy nè, chút. Ờ. Trời ơi, nè con kia. Bà biết cái bông huệ mà sau khi cúng không? Hả? Tôi giả bà từa lưa giống cái bông huệ đó luôn. Đúng không? Nên! Mệt quá à. Nên! Có điện thoại. Mệt hết sức à. Quẩy xin qua xin à, xin qua chua xin à, xin à, xin à, chắc gái quốc tế rồi. Xin qua xin à, I love you, bye. Ủa ai hả? Trai hả? Mà ai vậy? Biết ai không? Ai? Lưu Đức Hòa. Trời ơi, Lưu Đức Hòa hả? Trời ơi, em mê Lưu Đức Hòa lắm đó. Trời ơi, không những tôi quen Lưu Đức Hòa mà tôi ở Lưu Đức Hòa đó. Trời ơi, vậy hả? Nhưng mà ở đợ. Trời ơi, hèn gì. Dòm giống Lưu Đức Dây ghê vậy. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Ê, bộ hồi xưa ở gần kho đạn sao nổ dữ vậy? Hả? Mệt quá à. Khùng cũng khùng vừa chừa chỗ cho ta khùng chứ. Trời đất ơi, khùng quá đi à. Biết không? Biết ai đây không? Ai? Quách Phú Thành nè mẹ. Trời ơi, Quách Phú Thành. Mệt quá à, nói chỉ con này hồi mắt điên quá à, giang ra. Trời ơi, bà than ơi, cái này của bà nè. Quên. Đưa hai tay ra. Cái gì vậy? Cái này đúng ra là của mẹ nè mẹ. Cầm bóng ác phụ. Trời ơi, ra đây bà Thang. Trời ơi, bà Thang ơi. Bà ở đâu vậy? Vậy, trời ơi, tôi ra tôi nói nghe nè. Con mẹ Quỳnh này nè, trời ơi, tôi nói hồi nãy hả, mà massage tôi đã dễ sợ luôn vậy đó. Ủa vậy hả? Trời ơi, có bàn tay tôi nó hả, bà đi tới đâu tôi rất thích trơn tru mà nó đã. Ơi đã luôn. Mà sao trơn tru, mày không mặc áo sao nó trơn tru? Thì bà cởi quần áo ở mới massage được. Ủa vậy hả? Trời ơi, cưng, nói nghe cưng. Hả? Giờ cưng massage giỏi lắm hả? À. Trời ơi, vậy hay vậy, cái chị vô là chị cởi hết đồ, chị nằm nơi chị chờ cưng vô massage chị nghe. Nghe cưng. Massage chị tôi đi. Chị cởi, chị cởi. À, khoan. Sao vậy? Chị cởi hả? Ờ. À. Chị chờ tôi xíu nha. Sao vậy? Tôi vô lấy cái mền trùng trở lại. Trời ơi.
Trời ơi, bông nhạn thọ mà cái đầu. Thôi tôi vô kiếm cái mền chờ chút xíu nha bà. Gì mày? Sao mày nói rõ ràng này cởi đồ vô mà sao vậy, nó bắt chùm mền làm sao vậy? Điều nãy tôi cởi ra nó mới massage đó, tại bà đó. Vậy hả? Ồ. Trời ơi, bởi tao nói ba má sinh tên ngôi sao quá xấu mà thêm bây giờ bóng mà nó còn chê tao mà thế. Trời ơi, mày ra mày coi giùm tao ai mà sao trời sáng sủng. Mày xui quá vậy. Ai vậy đây? Để ra coi tao coi. Em đi tìm chồng. Hả? Chị ơi, chứ chị lộn nhà, nhà này là đang bán gái không à? Không, em tìm Lê Như Quýnh đó. Ủa? Bà là má con Giả hả? Chị đẹp quá à. Chị dễ thương ghê vậy. Ờ, cảm ơn chị. Chị sexy quá à. Trời ơi, em nói mỗi ngày em tập mỗi ngày chị. Trời, chị nói chuyện vô duyên quá à. Tôi là vợ của anh Quýnh nè. Tôi đi tìm ảnh. Tôi tên Betty. Hả? Chị? Cái này Betty đây hả? Ừ. Betty mà anh dày biết bé lớn cỡ nào. Chị ơi, chị nói là chị tìm chồng chị ở đây hả? Tin dạ, Quýnh hả? Dạ. Em nghĩ chắc là chị có sự nhầm lẫn gì rồi đó chị ơi. Không, dứt khoát em có lầm lẫn mà. Anh Tuấn bạn ảnh anh đi xe phòng với hai con mẹ nào ở đây cà trớn lắm đó. Không có. Ở đây cũng có mới có xe phòng của một người tên Quýnh. Nhưng mà tôi nghĩ không phải chồng chị đâu. Mày chỉ biết sao cái Quýnh đó đó, dày nè, đó. Đâu phải dày đâu mà làm chuyện dày được. Quýnh vậy hả? Ờ. Vậy là hai chị bị gạt rồi, không dám dày đâu. Thằng cha này hả, cho thấy con gái đàn bà cỡ chị nó miếng chảy rồng rồng vậy đó. Trời ơi, già không bỏ nhỡ không tha mà, dê đạo lộ đó. Tại Betty coi chả như chị em bạn gái đó. Betty mới cho chả nằm chung. Chị biết sao Betty thất thân với chả không? Tại cho có hai ngón nghề quá là tuyệt vời đó hai chị ơi. Nghề thứ nhất là massage. Chị thích mày rồi. Trời ơi, cái con này vậy hả? Còn nghề thứ hai á là bấm huyệt. Trời ơi, cho bấm mà em mê em phê nó nổi cái bụng chanh anh lên luôn. Hả? Hai nghề đi ngang. Ngoài cái massage nó có bấm huyệt mày chưa? Chưa, trời ơi, mới massage chưa có bấm. Phải không? Chưa có bấm mà. Phải không? Mày quay vòng tôi coi. Có mà coi đi không có bấm mà. Chưa. Ờ, cứ quay. Hai chị chắc... biết không? Nói cho hai chị nghe nè. Em quen chả mới có 2 năm mà em đánh ghen 18 lần. Trời ơi, gì ghê vậy? Chị biết không? Tới hay mà em bé Ti nè có bầu á, cái chả trốn mất tiêu luôn à. Có mấy đứa Việt Nam với mấy đứa tiểu bang này tiểu nọ kêu qua. Chị biết không? Nó cũng bị bấm quyệt giống em vậy đó. Thôi mà chị ơi, biết tính tình chả vậy cho đi Việt Nam chi, cho chứ đi chơi làm chi. Trời ơi, Betty đâu có biết đâu. Tại chả nói chả về cho bóc mã ông nội chả. À. Mà nói chị nghe, có cái mã mà một năm bóc 8 lần luôn. Trời ơi, bóc riết bóc mấy con vợ luôn. Betty cho chả đi, Betty còn khen chả có hiếu nữa. Trời ơi, tội nghiệp quá vậy. Tại vì Betty quá khổ, hay chị giúp Betty đi. Tội nghiệp quá vậy. Vậy nè, tội nghiệp quá vậy chứ bầu mấy tháng rồi chị. Mới cấn thai một tuần rồi à. Sao bụng bự dữ vậy? Buồn quá, ăn nhiều bụng bự. Thôi rồi, thôi chị đừng có buồn nữa. Tụi này giúp chị ha, vạch mặt ổng ra cho chị coi. Dạ, chị giúp Betty nghe, Betty đền ơn lắm. Rồi, bây giờ okay. Chị núp vô đây ha. Dạ, giúp chị Betty dạ. Dạ, núp vô chị nha. Dạ. Chị giấu này, trang này đi nha. Ê, mày làm như mày không biết gì nha. Mày để gai chả cho bể mặt đi. Bà ơi, hai bà làm gì kêu vô massage mà không chịu vô là tự nhiên cái lưng ngồi này vậy? Ngồi nó nghe là cưng. Trời ơi, gì mạnh tay vậy bà? Ngồi chơi chút xíu mà cưng. Thôi mình không hợp với bông vạn thọ đâu. Qua cái bông hồng. Sao bà? Nãy massage đã không? Ờ được. Tôi nói bà nghe nè. Tôi nó massage đã lắm. Nhưng mà có một cái quan trọng nha. Sao? Có một cái chiêu đặc biệt nữa. Biết chiêu gì không? Chiêu gì? Đó là chiêu... bấm quẹt. Hả? Trời ơi trời. Tiếng ai nghe quen vậy? À, tiếng là tiếng du á, tiếng của du á. Ủa, tiếng Nguyên hả? À, tiếng của bà. Bấm quẹt. Trời, nó đó. Ờ, à, thôi bây giờ á. Rồi sao cái massage bấm quẹt đã lắm rồi, đi vô đi anh. À, tôi bấm quẹt cho bà. Đi. Lê Như Quýnh! Trời ơi! Ở đâu ra vậy? Ôi, tôi sợ cho anh giảm em. Tăng bạo, nàng bạo. Nhưng mà anh nói em nghe, tại em dữ quá, ai chịu nổi? Không cho đánh anh Quân, tôi đánh con anh, tôi đánh tôi tại là ba cứu người. Có ai? Chuyện gì vậy? Thôi, mày cò tụi tao bị lừa gạt. Ai lừa gạt? Lừa gạt nha. Mày cha đừng chơi giả bóng anh. Giả bóng. Cái dê tụi tao, mày con trả là chồng bà này nè, cái làm bà này dày nè. Trời ơi, vậy là mấy bà bị lừa gạt hết. Trời ơi, tội nghiệp quá trời ơi, vậy là đồ Sở Khanh. Trời, đồ mà là trai.
Trai đó. À anh. Sớm như con chi vậy?
để lời ru thêm buồn. Sớm gì? Hồi tao bằng mày, tao đã có ba mày rồi. Nhớ là tao còn rủng mình á. Đâu lạnh lẽo gì đâu má, ớn lạnh vậy. Tao nhớ tới ba mày. Trời ơi, coi mặt bác sai. Chiều chiều á, tao ra sau hè tao tắm heo. Cái ba mày đi ngang. Gì vậy? Ba mày biết không? Cái ba mày ngâm. Chúc sinh, chúc mộc đầu đình. Em xin em đứng dưới sình em cũng xin. Mà hồi đó tao đâu có như giờ vậy. Bởi vậy ba ngâm chúc sinh là hồi đó chứ giờ chắc ba ngâm cây cổ thụ á má ơi. Nhưng mà má. Gì? Con nói má nghe nè. Sao? Nhà có hai má con mình nè. Ừ. Trời mưa bong bóng bập bồng. Ừ. Con đi lấy chồng mà ở với ai? Con đừng có lo chuyện đó. Con đi rồi má cũng kiếm được kém nào cho đỡ buồn. Đâu có buồn cả ở mình vậy. Trời ơi, con tưởng sao? Sao? Nhưng mà má. Vậy con nói trước đặng má tính với người ta nghe. Sao? Con thề cuộc đời con á, con không bao giờ con lấy hậu hay yểm đâu á. Vậy là mày mê nó quá rồi chứ còn gì nữa. Bắt trước nói ngọng rồi là mày thương nó quá rồi. Thương gì? Nè Diệu à, yeah. Tao nói mày nghe, hồi đó má đi coi bói cho con đó. Thầy bói nói mày có số sát phu. Có nghĩa là mày rớt tới thằng nào á là chết thằng đó vậy nè. Sẵn mày đang ghét hai niệm á, mày lấy nó đi cho nó chết mẹ nó cho rồi đi. Ôi má. Sao vậy? Con nói với má rồi mà. Nói gì? Trời khó nói quá à. Má biết sao không? Sao con? Khó nói quá má ơi. Con có người yêu rồi. Ai vậy? Anh Hoàng đó. Trời đất ơi, cái thằng Hoàng nó còn lần muốn chết luôn vậy đó. Bởi vậy mày á thì hiền nữa. Quá hiền đó má. Ờ, hai đứa bay lấy nhau hả? Trời đất ơi, đẻ con ra lù đù ai chịu nổi. Thôi nè con à. Dạ. Diệu. Dạ. Con đã hy sinh đi con. Con hy sinh lấy cậu hai niệm trường nội cho má đi con. Để cho đặng chữ hiếu con. Mày về á, mày làm vợ nó, mày sướng thấy mồ đi. Nó cưới vợ bé trước nó mới lấy vợ lớn sao? Mà thường thường đàn ông ta thương vợ lớn hơn vợ bé hơn đó mày. Gì vậy? Nó nói gì kì vậy? Gì? Nói gì ngượng ngạo vậy? Sao? Nói gì kỳ cục vậy? Đang làm gì tự nhiên nói gì kỳ kỳ cục? Mày hổng tao giả, mày muốn cái mày chích cha mày. Giờ mày tưởng tao là ai vậy mày? Má làm gì má? Má có chuyện con nổi điên nè nghe má. Con nói cho má nghe. Má, má con. Má, mày tưởng tao là ai vậy? Tại má dồn con quá. Con nói má nghe nè. Trời ơi, má kỳ cục quá. Cậu hai niệm á, ổng chưa có vợ lớn mà lấy gì làm con làm bé. Nó nói với tao á, nó lấy vợ bé trước rồi từ từ nó cưới vợ lớn sao. Khùng. Khùng gì? Ấy coi nhà đi, má qua bển rồi má chờ má lâu, má chửi má chết rồi nha. Má. Thôi đi má, hoài mệt quá đi. Má. Dự. Diệu, Diệu. Diệu ơi. Diệu. Ai vậy? Hoàng ơi. Ôi, đạp không? Đầu đất ơi. Sao hôm nay bẩn vậy nè? Ui, xe đạp gì mà đỏ dữ vậy? Thằng áo gì xanh dữ vậy ta? Trời ơi, giống đoàn xiếc quá à. Anh biết sao không? Cái gì? Anh mai cái bộ áo dài màu trắng đẹp lắm. Ủa? Nhưng mà anh nhớ thầy bố dặn anh á, là hôm nay á, năm nay không được mặc áo dài màu trắng. Ủa? Không được màu trắng, cử màu trắng. Rồi biết rồi. Cho nên á, anh mượn áo dài của bà ngoại anh mặc đỡ. Vậy nghe. Đẹp, đẹp, đẹp không? Vẫn đẹp như thường á. Áo dài này bữa hộp bà ngoại anh mặc đi chùa, nhớ không, nhớ không, nhớ không? Nhớ rồi. Trời ơi, trời ơi, nào vô cái sắm xe đạp đã gì? Đó, bấm tùm lum tà la, đủ màu gì, quấn chi vậy? Nội. À, không biết hả? Không quấn xài có 1 năm mà. Ủa? Quấn vô xài được 5 năm. Trời ơi, cái này bần tiện dễ sợ nghe. Bần tiện gì? Thôi, được rồi em, được rồi, đẹp, đẹp, đẹp. Sao rồi. Sao đủ màu hết trơn vậy? Thầy bối nói anh là năm nay hợp với màu vàng, màu hường, màu xanh. Vậy em. Đẹp hơn lắm. Thật cắt kè đi, còn gì nữa? Đâu có. Thôi lên đây nghe. Gì em? Qua đây. Gì em? Kỳ cục quá. Trời ơi, tao đang đứng cái chuyện của cái xe này nó. Đang dậy đi. Em cứ đổ gỗ. Ra để nghe hàng rào đi, nói chuyện cho dễ. Được không? Nghe. Được không?
không sao hết trơn á. Vậy ha. Rồi sống thì yên lắm. Mướp chồng ngoài hàng rào người ta hái mất cái xe tôi không biết. Ê, cái gì vậy? Sư, không có đó. Trời hú hồn mà. Xong rồi. Xong rồi hen. Giờ rảnh tay rảnh chân hen. Hỏi câu nè. Gì em? Đâu vậy? Trời ơi, hỏi câu thấy ghét không? Người ta qua thăm hỏi đâu vậy? Cái gì vậy? Qua thăm em. Không được đâu. Sao? Má em đi vắng rồi. Anh qua anh thăm mày lỡ tôi có bầu. Trời má tôi la tôi chết đó. Trời ơi, anh nói gì kỳ vậy em? Anh qua thăm em tự nhiên em có bầu à? Làm như anh thần như có bầu. Nói thấy ghét à? Chứ qua làm chi vậy? Anh qua đây anh báo em tin mừng. Mừng gì? Anh vừa tốt nghiệp cao đẳng tiểu học. Thiệt hả? Thiệt. Rồi anh sắp sửa lên Sài Gòn. Anh thi vô trường sư phạm. Trường sư phạm? Ừ. Trời đất ơi, bộ anh có chuyện buồn hả? Gì buồn? Chứ thi vô sư phạm làm gì mà tính ra làm ông sư cứ về trụ chị cái chùa làm mình hả? Ê, như kỳ vậy? Trời ơi, em không biết gì nè. Trường sư phạm là người ta dạy ra rồi tốt nghiệp ra làm thầy giáo. Mẹ nói thiệt không? Thiệt. Vậy gác học nha. Mai mốt về đó làm thầy giáo. Cái cứ tôi, cái tôi làm cô giáo. Mặc dù tôi không biết chữ nào hết á. Em, anh làm thầy giáo, tụi em sẽ làm cô giáo hoàng. Ừ, cái đó vui, cái đó vui á. Ngồi chơi. Thôi, thôi, cảm ơn em, anh đứng được rồi em. Sao, sao vậy? Thôi nha, có dài bà ngoại anh la chết. Trời ơi, cho này kỹ thiệt á nha. Nói em nghe nè. Okay. Anh lên trở lên học. Ừ. Em á nha, anh thấy á, có thằng tám tèo, tám tế tí gì đó, nó cứ vòng vòng bên ngoài. Em mà bị đặt, có chuyện nó là chết cho anh đó. Nhớ nha hồn. Mặt ghen gì đó. Trời ơi, mặt ghen cái mỏ nhọn quắc gì mà. Thôi em ơi, tụi chụp quên hoài à. Thôi đừng có lo. Em thề em chung thủy suốt đời mà. Còn anh hen, lên Sài Gòn hen, coi như học hành hen. Đứa nào mà anh ăn hiếp anh đó nghe. Nói tôi quýnh như thép tôi tiếng nha. Tôi chém từ ông nội ra xuống bà nó tôi chém hết. Trời ơi, cái tụi Sài Gòn nó dữ lắm. Thôi em ơi, thôi đừng có đập bỏ. Thôi, đặt bạn gái khỏi cái sự chém mà. Thôi được rồi. Vậy mới được, vậy mới trị nó anh ơi. Không có đâu, anh lên trảnh có 2 năm mà. Rồi anh trở về với em. 2 năm nghe anh. Ờ. Trời ơi, đi gì cũng 2 cái Tết đó nghe anh. Ờ. Nói nghe anh. Gì? Đúng mới nghe nè. Vậy chứ, có nhớ hồi lúc mà thở ban đầu á, hai đứa quen nhau á, khi ra ngồi dưới gốc cây sầu ghen không? Nhớ chứ sao không nhớ em. Cái lúc đó anh thề với tôi hen. Thôi nhắc nhớ. Nữa. Anh thề nếu mà anh phản bội em á thì trái sầu huy sẽ trớt trúng đầu của anh, phải không? Đúng rồi á, công nhận á, đỡ ngu rồi á, nhớ câu lời thề á. Mà hen, bây giờ á, sắp xa nhau, tôi nhắc lại lời thề đó. Chứ đứng yên đây nha. Gì vậy? Tôi lấy cho anh chút quà, tiễn anh lên đường. Thôi, vậy. Được rồi, đủ em, tình cảm. Để em lấy mà. Không, em, tình cảm là chính em thôi. Để em lấy mà. Anh nói nghe nè. Anh biết hoàn cảnh gia đình của em cũng khó khăn lắm. Thôi đừng có lấy tiền để bạc cho anh chị mất công em ơi. Thôi tội lắm. Trời ơi, tôi đâu có ngu, tôi cho anh tiền. Tiền tôi để tôi mua cám cho heo ăn chứ. Đứng ở đây, tôi có quà khác. Có quà đặc biệt. Gì vậy? Chứ gì em? Anh đâu biết ăn sầu riêng đâu. Đâu có, sầu riêng đông lạnh. Lên Sài Gòn nha, xắt cái sầu riêng này nha, đừng ăn nha. Để nhớ em làm kỷ niệm mà. Trời ơi, em ơi. Anh nói em nghe nè. Gì? Em muốn anh nhớ em á. Thì em tặng cho anh cái lá sầu riêng được rồi. Để anh ép vô tập, mỗi lần anh học anh dở ra là anh nhớ em. Đưa anh nguyên trái sầu riêng xích anh trở nặng gần chết à. Ôi cha, cha khôn quá cha. Lá sầu riêng có nhiêu nè. Còn đây nè. Dày nghe, mang lên nghe, vô nhà trọ nghe, treo trên đầu giường nghe, đó, nhớ em. Trời ơi, em ở nhà, em ghê không? Gì ghê? Ghê không, giả tâm không? Tự nhiên em ý anh muốn nói là em anh treo lên trái sầu riêng. Nếu mà anh phản bội em mà trái sầu riêng rớt trúng đầu anh phải không? Đúng, rớt trúng đầu hay là trúng mặt hay là trúng cái gì cũng được nếu phản bội. Trời ơi. Rồi, cầm. Cầm không? Cầm. Trời ơi, em á. Coi như lấy trái sầu riêng này đi. Ủa. Thì là sắp hai đứa mình sắp xa nhau. Xa nhau hả? Ủa. Anh nhớ nha. Hứa gì á. Xong rồi lên trở anh học xong xuôi rồi á. Anh viết thơ về cho em ha. Trời ơi, cha này sắp làm thầy giáo mà ngu dễ sợ ông ơi. Cái gì? Ôi, đâu biết chữ đâu, biết đọc mà viết thơ cho nổi. Được rồi. Nghe nè. Gì? Vẽ hình đi.
Hưng sao? Dạ dạ, lấy tờ giấy bự vậy ha. Ờ. Mấy anh vui á, anh về mặt cười nè. Còn mấy anh buồn á, cũng lấy tờ giấy bự vậy, về mặt buồn. Đó, là em biết anh vui anh buồn liền ha. Vậy rồi rủi anh vừa vui vừa buồn sao? Vừa vui mà vừa buồn hả? Ờ. Thì dễ. Ồ, vậy chắc sầu riêng nghe. Vậy chắc sầu riêng là em biết anh vậy á. Ờ. Nghe. Ừ. Con đi nha. Thôi anh đi nghe. Nhớ lời tôi dặn dò nghe. Nhớ. Nhìn trái sầu riêng đông lạnh lạnh nhớ tới em nha Diệu. Anh Hoàng. Anh đi nha Diệu. Giờ chia ly đã tới anh Hoàng. Anh đi nha Diệu. Dạ. Nhớ lời em dặn dò nghe. Nhớ. Nhớ. Diệu. Em biết rồi, mình tính đi học đi, em chờ anh mà. Không phải đâu Diệu. Biết rồi đi học đi, tôi nói tôi chờ, tôi chung thủy mà. Diệu. Đừng có khóc, em khổ tâm lắm biết không. Đi đi rồi em chờ. Chiếc xe đạp anh mất rồi. Vậy chiếc đạp mất rồi vậy tôi không sao hả? Tổ cha là cái xe đạp tao. Anh bắt mới tích mẹ mà luôn á. Anh nói tôi cha mới tìm cưới được á. Nói rồi mà, mất khô người ta còn thái trộn. Huống hồ chỉ là xe đạp, đắt đầu. Khổ rồi con ơi, khổ rồi con ơi. Ai là má khổ đó, con biết má. Ai là má đâu, đâu có ai đâu. Không có hả? Ừ. Là con hết hồn à. Má. Vậy? Hồi nãy anh Hoàng mới qua đó, anh chia tay con lên Sài Gòn học rồi. Mày quên cái thằng nghèo đi giùm tao đi. Chắc anh nghèo thiệt rồi, có cái xe đạp mất mẹ nó rồi. Nó còn nghe. Dạ. Thằng Hai Niệm bây giờ nó nổi điên rồi. Sao vậy? Nó dứt khoát là đòi lấy mày. Tôi chết. Tối ngày nó ra ngoài cầu ao á. Dạ. Nó ngồi nó ca giọng cổ. Sao? Nó ca cái gì mà chim đá la, đậu nhánh đá đá, chồng gần không lấy xem lấy chồng xa. Trời đất ơi, bây giờ nó nói mày không lấy nó đốt nhà nó vô chùa nó tu. Con không chịu đâu. Con chịu. Tao nói thiệt á, mày lấy nó mày sướng muốn chết đi. Bộ mày không nghe tao nói hả? Tốt số bằng bố giàu ha. Mày không lấy nó mày lấy ai làng này nữa? Không có được. Bị con á với anh Hoàng á mất lời thề rồi. Ai mà phản bội á sầu riêng cốt xuống đầu á, bể mặt bể đầu luôn á. Con muốn bể đầu thiệt á. Mày bỏ thằng Hai Niệm uổng quá trời á. Tao thiệt tao mà còn trẻ tao dớt nó liền á. Má ưng không? Anh Hoàng nói giùm ra ưng không? Nó chịu mày với đâu chịu tao đâu. Mày nói thiệt nha. Sao má? Cái thằng này nó đuôi. Sao vậy? Không biết nó mê mày cái chỗ nào nữa. Mày thẳng buộc từ trên xuống dưới vậy hà. Vậy chỉ cái body vậy con được như má cũng đỡ. Thấy không? Chẳng được như vậy bây giờ đang làm mốt đó má. Má có Diệu có nhà không? Chết cha bà hội đồng quá má ơi. Chết rồi, chết rồi. Dạ chào bà hội đồng, dạ chào cô bác. Đây, 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 trời ơi, đây. Từ đi nhà cái gì mà khoai lang, rồi bầu bí, thúi hết trơn rồi má. Uống cái kiểu này, sao sống? Trời đất ơi, ai nói nhà này nghèo má? Sao? Tủ lạnh kìa má. Sao tủ lạnh kìa má? Tủ lạnh đó má. Đâu có điện đâu mà xài tủ lạnh má. Không có bị mang về chân đi chân từ buffet vậy ha. Trời ơi, cái nhà gì mà nhỏ xíu chật hẹp, hôi hám quá vậy cái chuồng bò vậy. Hôi quá má ơi. Đúng rồi đó má ơi, con không nghe mùi hôi đâu đây á. Hôi, đúng rồi. Cô bà hôi, bà hôi, bà hôi á. Dạ, nè, con nói cho bà nghe nha. Dạ, mời bà hội đồng ngồi. Bà có nghe con nói không? Dạ. Giặt ở bên ngô á, không có bằng, không bằng gì má. Bằng gì bà? Bà cô bên chồng. Ờ, bà cô bên chồng. Biết không? Hay mốt bằng Diệu nhà bà mày về nhà tôi nha. Biết với tôi đó. Phủi, sạch chưa? Sạch rồi con, ngồi đi con. Cái gì? Bà dặn con hoài à. Ba cái xoài chôm chôm nhãn nóng lắm. Đừng có ăn mà đuối tùm lum tùm lum. Đừng có nhẹ không? Xuống coi nhẹ con. Nè cái bà kia. Dạ. Bữa nay tôi qua đây tôi hỏi bà nè. Dạ. Bà có chịu gả con Diệu cho con tôi không? Hay là bà để tôi cào cái nhà của bà ra? Cào nhà đi. Dạ cái chuyện hôn nhân á, để tôi hỏi ý con tôi coi sao bà. Với tôi nghe con bà hơi cà tửng. Bà nói gì? Dạ. Nói gì? Tôi nghe nói con bà hơi cà tửng. Người nào nói với bà con tôi cà tửng bà chỉ đi. Tôi bẻ răng á, tôi xí miệng nó ra. Ba không có biết hả? Một đồng trăm, trăm đồng ngàn, đồ tầng bảy tầng bả thấy tôi giàu đó, ganh ghét tôi. Đúng rồi. Hỏi bà,
trời nắng chang chang gì thì nóng nực. Nóng nực thì nó phải cởi đồ ra, nó chạy vòng vòng, nó chơi chút rồi nó về. Nó tỉnh sao nó biết về nhà. Đúng rồi bà nữa. Con cái của mình làm cha mẹ, đặt đâu thì nằm đó. Tại sao phải hỏi ý kiến nó đi làm gì? Nè nè nè, anh hai của tôi á, thấy bà nghèo, tội nghiệp nên mới lấy con gái bà để trừ nợ biết không? Chứ mà con gái của bà hả? Ai thèm lấy. Phải rồi. Bây giờ con tôi nè, đẹp như vậy nè, mà còn bé, còn kén nữa không con? Đúng rồi, đẹp vậy à, phải kén chứ. À, con, sao mày lấy thai, mày lấy thai nè. Dạ. Bữa nay đó tôi đổi đường xuống đây để nói chuyện trăm năm của con tôi. Lần này là lần chót, tôi không có nói đi nói lại nữa. Nội nhật ngày mai đó mà con Diệu đó không dọn qua nhà tôi ở luôn đó, thì ngày mai tôi cho người tới đấy tịch thu căn nhà này. Ừ. Để làm chuồng heo. Ê ê ê, ê má, cái nhà nhỏ xíu vậy mà sao làm chuồng heo được má? Chuồng gì con? Chuồng bò. Chuồng bò nghe chưa? Nghiệp con gái tôi quá bội đồng ơi, nó còn nhỏ xíu à, nó ngây thơ, nó hiền lành, nó đâu có biết cái gì đâu. Bà bắt nó về bển á, nó đâu có làm gì được đâu à. Với lại bà nó chết mới có 1 tháng à. Tôi xin bà cho nó 2 tháng nữa đi, là 3 tháng á, nó mãn tan xong nó mới đi lấy chồng. Ông ơi, ông sống khôn thác thiên, ông về ông phù hộ cho con gái của ông á nghe. Nó đừng rớt chung cái gia đình cần chứng nghe không. Nè bà kia. Dạ. Tôi không muốn nói đi nói lại nữa. Bây giờ tôi về đây. Ngày mai đó mà tôi không thấy con Diệu qua bển á, thì tôi sẽ cho người qua đây hả, dọn cái bàn thờ chồng bà, lấy căn nhà để làm chuồng. Chuồng gì con? Chuồng bò à. Chuồng bò. Nghe chưa? Nghe chưa? Thôi về con. Về. Về để nóng con. Nóng quá. Đi con. Trời ơi, tôi đâu có ngờ tôi ăn ở con đứt lắm mà. Một năm tôi ăn chay tới 2 lần lần. Sao ông có thương tôi vậy? Mơ. Con nghe hết lời má dặn rồi. Chuyến này con phải hy sinh đời con thôi. Má gặp anh Hoàng á, má nhắn lại gần, con vì chữ hiếu, con phải bán mình chuộc cha, giống như tiếng Kiều ngày xưa nghe má. Con à. Dạ. Tiếng Kiều hồi xưa đẹp lắm, cái đâu có nhận mày vậy đâu. Nhưng mà con hy sinh như vậy là đặng chữ hiếu lắm rồi. Dạ. Thôi, con đừng có khóc nữa, má đang thúi ruột đây nè. Con à, trước khi con đi về nhà chồng đó, dạ, con nghe má dặn nè. Dạ. Nhà người ta giàu có lắm mà con. Dạ. Con qua bển. Cô cho ông được gì giấu kỹ nha con. Món đem về cho má nghe con. Má, con nghe lời má căn dặn. Trước khi về nhà chồng, con cảm động quá má ơi. Má ơi, ơi, nhà bà hội đồng giàu. Mỗi lần má lên thăm con á, má nhớ nghe má. Nhớ gì con? Con quăng gì má chụp liền, quăng gì má chụp liền rồi bể nghe má. Nghề của má con đừng có lo. Mà con à, má ác lắm á nghe con. Bà dữ lắm á nghe con. Mấy người công nhân á bị ba đánh từ sáng cho tới tối vậy nha con. Cái con quỷ ba đó cũng vậy nữa. Trời ơi, hồi nhỏ nó dễ thương lắm mà càng ngày nó càng ế chồng, nó càng thấy ghét vậy đó. Trời, em sợ. Qua bệnh con thận trọng nha em con. Trời ơi má ơi, con biết rồi má. Dù con bị đánh đập cỡ nào, con cũng cam lòng trả hiếu cho ba má. Má chờ một chút nè má. Đi con. Chắc phải thủ này theo quá má. Con đem đồ nghề theo đi con. Dạ. Để mình thủ á. Dạ. Đừng có để ta hiếp mình nha ông con. Má. Con đi lấy chồng rồi đó. Má nhà
Sáng tập thể dục cho nó ốm bớt nghe. Còn anh Hoàng, ráng chờ em nghe. Em về em lấy thằng Hai Niệm. Em về em hẹn anh nha anh. Tôi còn đi nha má. Con à, trước khi đi lại ba con cái rồi đi con. Thôi chết, con quên. Dạ anh vô lại. Lại bạn thợ đi con. Dạ dạ. Ba ơi là ba. Thôi con lại ba. Đi lấy chồng nha ba. Ba cũng lại đâu nè. Trời hả? Một đôi này bạn ba. À, đúng rồi. Cái này bạn thân của ba con á. Ông này ông còn sung á. Chứ trên nào tới nhận. Đây là ba con này con lộn lộn. Ba là lại ba. Đi con, lại đi con. Vậy mới là ba nè. Vậy mới lại ba nè ba. Ôi ba ơi, chứ lại ba. Con đi lấy chồng. Ba đừng tận tận nè. Tận đi nha ba. Dẫn ghét ghê vậy đó. Con, bộ con có bồ rồi hả? Đâu có, tưởng tượng thôi má. Làm ta mừng hụt. Má. Gì? Chị Hai Diệu á, bữa giờ ăn hiếp con quá trời à. Má không minh giật con gì hết trơn á. Trời ơi, đổi tông lẹ quá, tao theo đâu kịp mày. Rồi con Diệu đâu? Nó ngủ ghê thức mà mày cái họng mày bài hải nó ra. Nó giặt cái mỏ mày bây giờ đó. Nó nói với mày rồi bao nhiêu lần rồi, nhịn nhục đi. Tao tưởng đó là tao giữ là top of the line rồi, nó còn dữ hơn má nữa. Cái thân tao đang lo chưa có nổi, làm sao mà tao binh mày được. Đuổi gì nói má đó, đuổi ba đi đi. Mày ngon mày vô mày đuổi nó đi đi. Con đuổi nó đi á. Mày ngon mày vô đi. Ừ, đi đi. Bà nội cha, mày cũng đứt gì đuổi hoài là sao vậy? Bà nội đứt này. Mày nghe không? Nó chửi tới tao kìa, tao còn nhịn. Bà nội Thảo là ai là tao đó, mày nghe không? Nó chửi tao đó. Má ở trong cái nhà mà xui xẻo quá à. Má nhớ lại coi, về ở với anh Hai con được có mấy tháng cái anh Hai con chết hả? Mà anh Hai con chết xong bà mới có chữa đó. Còn nghiêm có chữa với ai rồi nha má. Chửi với ai? Chửi với ma đó, anh Hai con nguyện về đó. Tôi nói tầm bi tầm bạ, ma với quỷ đâu làm tao nổi da gà hết trơn. Trời nè. Thiệt đó má ơi, anh Hai con chết thảm quá à. Có đời thở nào mà thấy ai chết thảm như anh Hai con không? Tự nhiên cái đang ăn à, cái cười ha 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 một cái cởi hết trơn quần áo ra, cái lăn đùng ra chết à, mà thấy thảm không? Chết vậy có gì thảm? Chết đấy, mà không có mặc quần áo là thảm chứ còn gì nữa má. Mày nói ra cái tao mới nhớ à. Ông già mày cũng vậy đó. Ông đang đi tắm cái ông nhảy mũi cái ông té xuống cái đùi. Cái má chạy vô cái ông chết ngắt rồi. Vậy là coi chừng đó nha, cái nhà mình là có huông rồi đó con. Con nói má rồi mà, bả đó hả, xui thấy mồ đi, má không chịu đều tuổi bả đi. 5 năm rồi bả ở trong cái nhà này nè, cái nhà này càng lại càng mát ha. Con à, đây nè, mày dọn nè, ông tổ nhà mình để lại rồi nè, đại phú á là do chôn, tiểu phú á là do cần. Cần kiệm này đó là xe mình đã cao đó con. Mà tao thì già rồi, thì tao chỉ có cần kiệm được thôi. Còn chôn là phải tuổi trẻ như mày chôn. Mày không chịu chôn mày ngồi đó thì mày nói nhà không đi xuống sao được. Nhưng mà bà Hai đó, bà đem cái xui tới cho nhà mình mà không biết gì hết trơn à. Má đuổi bà đi đi. Đuổi nó đó thì cũng được rồi, nhưng mà bây giờ á, đuổi nó đi cái nó đem mình Thảo theo. Rồi má thì má muốn giữ thằng cháu nội để cho anh Hai này có người nối dòng mày ơi. Ôi sao Hai con đâu có cần ai nối dòng nữa má, cái dòng cả chớn mà nối làm cái gì. Má nhớ không, hôm bữa má kêu con thầy Phong Thủy về nhà đó, cái ông nói cái nhà mình ha, nhà đối diện nhà mình á có nguyên cây nhọn đâm qua, mà con đâu có sợ cây nhỏ gì đâm đâu, má thấy không? Mày mà sợ gì? Cái ông kêu con leo lên treo đấm kiếm ở nhà mình để mà cây nhọn phản chiếu lại nhà bên kia. Cái nhà bên kia thấy mình có cây nhọn
thấy mình có cái tấm kiếng, cũng treo tấm kiếng lên để cho hai cây nhọn đâm qua đâm lợi, đâm lợi đâm qua một hồi cái hai nhà mã trường. Cái này nhớ đâu nói đó, tao già rồi, đầu óc nó hay quên trước quên sau lắm. Lát hồi đó có cái công thầy giáo mới đổi về đây nghe con, ông tới ông dạy thêm tiếng Tây cho thằng Thảo đó. Mày nhớ rồi nha, tiếp đãi người ta cho đàng hoàng tử tế, chứ đừng có mà nắng mưa giống như mấy bữa nay đó nha. Dầu gì nhà mình cũng là nhà có tai có tiếng nghe không con? Con biết rồi, con nhớ rồi. Nhưng mà má tính chị hai làm sao tính đi, chứ mà có bà ở đây hả, con bỏ đi cho má coi. Thôi được rồi, mày muốn tao đuổi nó đi thì tao cũng làm cho mày vừa lòng mày đi. Diệu à, Diệu hả? Cao gì má, không sợ ba ra ba đánh má ba chửi còn sao, con nước quá thì mày làm tao khóc quá tao cũng quên. Diệu ơi Diệu con ơi. Vụ gì vậy má? Con ngồi đi con, ngồi chỗ nào? Anh ngồi đây mệt chết vậy đó hả? Ồn ào quá, nó nhỏ nhỏ thôi cho thằng Thảo con nó ngủ. Trời, gì làm gì hôm nay mà diện dữ vậy? Hát karaoke. Sao ngày nào cũng đi hát karaoke hết trơn vậy con? Gì á, má nói gì kỳ vậy? Bởi vậy miệng đời người ta nói mẹ chồng nàng dâu là quá đúng rồi à. Nói thêm với con không à, ai nói với má là ngày nào cũng hát karaoke? Hôm nay có hát karaoke nhưng ngày mai có đánh tứ sắc, biết chưa? Trời ơi, nó mệt ghê. Chạy chút xíu nha, có phone. Uầy, nị ạ, sao xin đáng đi chẳng hả nị ạ? Sức mấy nhẹ. Chưa con, mụ à. Hoàng tánh niệm, thảo à, chợ à. Tối nay không ăn cơm tối đâu bà nha. Ủa, sao tối nào cũng đi hết trơn vậy con? Trời đất ơi, má không biết gì hết trơn, con phải đi làm ca ba đêm, biết không? Con phải đi làm ca đêm con mới nuôi cái nhà này được chứ. Má tưởng làm ca đêm dễ lắm hả? Phải có nhan sắc mới làm được à. Cỡ má mà xin làm ca đêm coi. Mụ à. Ba, đứng dậy, ra ngoài vườn, hái dừa xiêm, rót cái ly nước, đưa tao uống cho nó mát. Rồi ra giếng, múc nước lên, lóng phèn, lát đi làm mệt về tao tắm, biết không? Sao chị cứ sai ngoài vậy? Chị làm dâu chứ bộ em làm dâu sao? Cô ba, cô đang tươi cô muốn héo không? Con, để nó nói con nghe vậy, thấm thoát vậy đó. Mà con về làm dâu má cũng được 5 năm rồi ha. Má thấy anh chồng con chết là 4 năm rồi, coi như tan thì cũng mãn. Còn cái nợ mà ba con thiếu má thì coi như mà cũng xù ha con ha. Thôi thì má cho con về ở với má của con để đi thêm bước nữa ha con ha. Trời ơi, con thấy má chăm sóc con cảm động quá má ơi. Bởi vì cho nên ngu gì cũng về bển ở đây chút xíu. Má xin lỗi. Nhưng mà em nói chị hai nghe, chị hai cũng phải nghĩ tới tương lai của chị hai chứ. Lấy chồng đi vui thấy mồ luôn á. Năm nay chị mới ngoài 20 chứ nhiêu. Gì vậy cô ba? Cô ba tính lại đi, tôi mà ngoài 20 chắc cô ba mới có 8 tuổi quá à. Đây gần 40, cô ba ngoài 30 rồi nghe. Không có đâu con à, con dòm coi còn trẻ măng nè. Gái một con á, trong mòn con mắt à. Con ra ngoài thiếu gì người. Thiệt không má? Thiệt. Trời đất ơi, má biết làm sao không? Má làm con nhớ là chuyện xưa quá hà. Con nhớ cái hồi con còn trẻ đó, nhan sắc mặn mò vậy đó. Rồi hàng ngày lượt hắc công tử, bạch công tử, xanh công tử, đỏ công tử tới mời con đi nhảy đầm. Mà con từ chối hết trơn vậy đó hà. Rồi tự nhiên má nhào vô nhà con, má ép con lấy con của má. Rồi bây giờ coi nè, nhan sắc con phai tàn vậy má đuổi con sao má? Ủa mà nhan sắc hồi xưa cũng vậy thôi chứ có gì đâu mà phai tàn. Trời. Nhưng mà chị hai à, em nói cho chị hai nghe, chị hai về ở với bác gái đi. Sao vậy? Em nghe nói dạo này á bác gái yếu lắm rồi. Yếu lắm đó con.
chân cẳng gì đi không có được nữa. Đi không có được nữa rồi. Răng cỏ rụng hết ráo rồi. Thiệt không? Ừ. Thiệt. Mà đó hả, ăn uống thì không được nè, đi đứng thì bất tiện nè, yếu lắm, bệnh hoạn lắm rồi. Về báo hiếu đi đó con. Ở với bác gái mà lo cho bác gái đi chị. Đúng hai rồi đó à. Con. Thiệt vậy hả? Nghe đi mày. Xe lôi mày đã đòi tiền tiếp hả mày? Bánh xe mày gãy á là tại xe mày một. Đố thừa tao mập hả mày? Đố thừa hả? Kêu đại ca à mày. Mày tao quen với đại ca nha mày. Má, chuyện gì vậy? Má để con xử cho chuyện gì vậy? Má xử rồi, khỏi cần tới con. Xử rồi. Gì? Cái đồ này con chôn của bà hội đồng cho má mặc lên đây kỳ quá. Chôn mà làm gì má? Má bận chứ mặc bà má làm gì? Nè học xoàn nè, thấy chưa? Học xoàn thấy chưa? Cái diện của bà hết trơn thấy chưa? Ôi, dám làm gì má không? Đồ chôn rồi để giấu cái con cắn lên mũi của bà. Bộ con thấy người ta dạy con ha, đại phú do chôn kìa. Thì biết rồi. Nhưng mà má, vậy con nghe đồn má bệnh dữ lắm phải không? Trời đất ơi, ai đồn tầm bậy bạ vậy? Tại má ham ăn quá, má trúng thực chứ có bệnh hoạn gì đâu con. Tập thăm ăn tới già má chưa bỏ được sao má? Ôi con thấy má mập mạp thì con biết rồi, má còn hỏi con còn hỏi má làm chi vậy? Má có muốn ăn cái gì không? Thôi má đã ép không ăn gì đâu, má cắt nước quá à. Cho má một ly soda sữa hột gà đi con. Ba, một soda táo hột gà lẹ lên. Má khỏe không má? Thì má khỏe quá đi chứ. Dạ. Ủa? Chị Xui. Dạ. Chị Xui mới lên. Chị Xui dạ mời chị Xui ngồi. Dạ. Chào bà hội đồng. À, dạ. Sao bà hội đồng khỏe không bà hội đồng? Dạ khỏe, cảm ơn chị Xui. Rồi cô ba đó lúc này có chồng chưa vậy bà hội đồng? Dạ. Dạ chưa. Thì phải rồi. Cha mẹ ăn ở ác đức quá mà con nó ế chồng tới già. Phải không chị Xui? Quá. Dạ, tại nhỏ nhà tôi nó kén quá chứ có ế ẩm gì đâu à. Mà bữa nay chị Xui lên thiệt là đúng lúc vậy đó à. Để tôi xin thưa với chị Xui một chuyện. Cứ thưa đi chị. À, dạ, à, con Diệu đó thì nó về làm dâu nhà tôi cũng được 5 năm rồi à. Món nợ cũ thì thôi kể như xù đi à. Chồng nó chết thì nó cũng đã mãn tan rồi. Tôi tính bàn với chị cho nó về ở với chị để muốn lấy chồng nữa thì cũng dễ. Phải không chị Xui? Dạ. Ủa? Vậy là chị đuổi con gái tôi đó hả chị? Đừng lo con, đâu có được chị. Hồi đó hả, con gái tôi đâu có thèm con chị đâu. Tại chị ép nó quá mà. Ép chết. Chị qua nhà ta, chị chửi mắng người ta, chị ép người ta phải về nhà chị. Rồi cái mới honeymoon xong à, cái thằng con chị nó không chịu thở nữa. Rồi từ đó con gái tôi trở thành quá phụ 20. Ai biết cho nó đây. Rồi bây giờ chị đuổi nó hả? Đâu có được chị. Chị phải nuôi nó suốt đời à. Đúng không? Không phải đâu chị Xui. Tại tôi thấy chị cũng già yếu rồi. Sức khỏe cũng không có nhiều lắm. Tính để cho nó về ở gần bên chị để nó chăm sóc chị vậy đó mà. Tôi đâu có ở mình. Tôi dạ. Có kép rồi chị à. Má, kép mới rồi hả má? Kép mới con ơi, ổng có nghề nghiệp đàng hoàng, phải cà trớn như người ta đâu con. Nghề này gặp ngon rồi phải không? Dạ. Nghề gì vậy? Tiếng heo con. Tao mê cái tiếng sáo của ổng á, cho nên tao mới chịu ổng. Nhắc tới ổng tao mới nhớ. Ổng nói tới nhà anh Diệu kêu cho anh liền để anh nhớ cưng. Trời. Để kêu ổng chút cho coi. Tình dữ vậy không biết nè. Alo, anh hả? Ồ, em tới nhà anh Diệu rồi đó. Ồ, anh nhớ em hả? Ồ, anh đang làm gì vậy? Anh đang thiến hả? Ok, thiến xong kêu em nha. Ok, bye. Trời, tôi thấy má tình yêu, má vui, con mừng quá. Thảo đâu con? Ờ, đi, 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 con chung. Ồ, lúc này nó sao con? Ồ, dễ thương luôn con. Lắm vậy hả? Coi nghe. Ôi, gia đình mình thân quá trời con ha. Dạ. Cái thằng Thảo nó không giống bên nội nó chút xíu nào. Thôi má nghe nghe, cháu ngoại má là chắc chắn rồi đó à. Còn cháu nội của bà kia thì con không có chắc chắn. Dạ. Chị Xui, chị Xui à, vậy thì để tôi cho Diệu mang Thảo về bển ở gần chị, để cho chị chăm sóc nó, khỏi mất công chị đổ đường đi xa cho nó cực. Nói thiệt với chị Xui, tôi là quá đơn chiếc. Dạ. Ấy để tụi tôi dọn lên ở chung với chị luôn cho vui hết chị Xui đó. Diệu à, đúng rồi đó má. Má dọn quần áo xuống tí mở nghe, để cho má con vô phòng của dọn má. Dọn phòng đi con, dọn phòng. Dạ, dọn quần áo để tôi xem đó má. À, vô đây nè, cái phòng này rộng nhất này đó.
ngọt quá chừng trời. Trời mày biết sao, bụi quá chừng trời, đeo vô cho nó có vệ sinh. Làm cứng nhắc vậy. Dạ, xin lỗi, đây có phải là nhà của bà hội đồng không vậy cô? Dạ, dạ phải. Dạ, ông đây là... À, tôi xin tự giới thiệu với cô, tôi là thầy giáo Hoàng. Ủa, ông là thầy giáo Hoàng đó hả? Dạ. Người mà nói tôi nói là tới đây để dạy cái tiếng tiếng gì, tiếng Tây cho thằng Thảo đó. Vì. Ồ, là la, dạ mời thầy ngồi, dạ mời thầy ngồi. Merci beaucoup. Mời thầy uống nước nha. À không, uống nước lạ tôi bị đau bụng, tôi có nước riêng của tôi. Uống cơ. Dạ không. Thầy. Hả? Thầy có vợ chưa mà thầy đẹp trai quá vậy thầy? Ồ, tôi nghèo vậy ai lấy cô? Ủa, vậy chứ em đâu có nghèo đâu, mà cũng không ai thèm lấy hết thầy. Thầy có cha mẹ không thầy? Hả? Cha mẹ thầy chết hết rồi phải không thầy? Vậy? Em nghe nói thầy mới đổi về đây đó, mà không có bà con thân thuộc gì hết trơn á. Không mấy thầy dọn quần áo tới đây ở luôn đi thầy. Gì? Nhà em á, nhà cửa rộng rãi quá mà không có đàn ông, ruộng vườn á thì cò bay thẳng cánh à, mà không có ai coi hết trơn á. Thầy về đây ở luôn đi rồi. Về đây ở luôn hả? Dạ. À, ruộng vườn cò bay thẳng cánh. Dạ. Thì không có đàn ông. Dạ không có. Trời đất ơi. Sao mà thầy nhìn em làm em sợ quá à. Cô sợ hả? Dạ. Tôi còn sợ hơn cô nữa đó. Thầy sợ gì thầy? Tôi sợ chị không thấu. Nhưng mà cô... Dạ cô ba. Em là thứ ba. Em tên là Tươi đó. Nên ai cũng gọi em là cô ba Tươi. Tại vì em cười hoài hả thầy? Em hay cười hoài hả? Dạ. Là Tươi. Dạ. Ý, con vui. Tươi thiệt là đẹp mà nha. Bà hội đồng á, đúng là có một người con gái quá dễ thương như Tư đây. Tư nè, bà hội đồng có nhà không vậy? Má em mất rồi. Cái gì? Má em đi mất rồi. Trời, nhưng mà hồn à. Có chuyện gì đó thầy cứ nói với Tư được rồi. Sao? Tại vì trong nhà này đó, từ trên xuống dưới là Tư giải quyết hết đó. Trời đất ơi, Tư giải quyết từ trên xuống dưới hết hả? Dạ. Từ giờ sau anh có thể giải quyết từ dưới lên trên luôn nha. Dạ. Đúng là bà hội đồng của một người con gái quá dễ thương nè. Trời đất ơi, dễ thương vậy mà sao chưa có ai lấy vậy? Dạ, tại vì em đợi thầy đó thầy. Trời ơi, Tư đợi thầy đó hả? Dạ. Chắc là trời cũng xui khiến cho thầy đợi Tư đó. Đó nghe nè. Tươi. Anh Hoàng ơi. Hả? Tiếng của ai vọng về như từ âm phủ? Ơi anh Hoàng ơi, sầu riêng đông lắm, đông lạnh của em đâu. Trời dịu đấy sao? Ngầm vui nhìn nhau, ngắm người nhìn nhau, ngắm người nhìn nhau. Diệu, dù cho trăm đắng ngàn cay, anh vẫn thề nguyện trong mối tình này gặp nhiều ngang trái. Trời đất ơi, sao mà hát cái lương vậy? Học đường Tây mà hát cái lương vậy cha? Ý lộn. Ủa, hai người quen nhau hả? Tươi, em đừng sợ héo Tươi, để anh giải quyết. Anh Hoàng. Diệu, 5 năm rồi không gặp từ khi em lấy chồng. Diệu ơi, em còn nhớ không? Mình đã ngồi nhau dưới cây sầu riêng thề non hẹn biển. Em thề là không lấy thằng hai niệm, mà tại sao giờ này em lấy thằng hai niệm? Anh bình tĩnh đi, anh đừng có múa quá. Em tính anh cùng á. Anh Hoàng à, chứ em gì? Báo cho anh tin mừng nha. Tin gì? Em lấy chồng được có 1 tuần rưỡi à. Thằng chồng em nó thẳng cẳng nó chết rồi. Chết rồi. Bây giờ em free anh ơi. Em theo anh nha, xây dựng hạnh phúc gia đình nghe anh nha. Nè, rồi con chị để cho má tôi nuôi sao vậy? Trời ơi Diệu, em có con rồi sao? Lại mày dữ vậy cha. Trời ơi, có chồng thì phải đẻ con chứ. Nhưng mà đứng không sao. Có 1 thằng à, nó con trai lớn lên đứng theo vợ đó nè. Em đâu cần thiết đâu. Anh Diệu của anh nên Hoàng Giáo Hoàng. Diệu, đi mình đi xem. Mọi chuyện đã lỡ rồi. Đúng rồi. Đã lỡ rồi phải không Diệu? Cho lỡ luôn anh ha. Cho lỡ luôn. Mình đi anh. Đi vĩnh biệt em. Tươi đi. Anh Hoàng.
Thôi thật là bắt mất công. Sắp tới 10 năm, 6 năm nay nặng thấy mẹ luôn à. Diệu, anh gửi trả lại em, coi như là xóa bỏ lời thề cho Diệu. Em thông cảm cho anh, vĩnh biệt em. Anh Hoàng ơi, sầu riêng đã tét, cho tét luôn lời hàng mới. Chuyện gì vậy hả? Trời ơi, Diệu, Diệu. Hoàng, Diệu ơi. Anh thay đổi rồi phải không anh? Anh về Diệu. Diệu ơi, anh đau buồn quá Diệu. Gì vậy? Gì vậy em? Chị không đa mất nữa rồi.